chương 91 90 mật thám bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 91 90 mật thám huỳnh đường tỷ thế nào ngươi nghe thấy tin tức này giống như đặc biệt kinh ngạc diệp thác tận lực khống chế được trong lòng cuồn cuộn cảm xúc bình tĩnh hỏi diệp huỳnh cũng không có trả lời của hắn vấn đề mà là xem định hắn hỏi vậy ngươi là thế nào ý tưởng thật sự làm này cái gọi là mật thám sao? Nàng nói được trắng ra, trong lời nói có thấm thiết quan tâm. Diệp Thác cười khổ một tiếng, tình thế không khỏi nhân A. À. Đổng Thư cũng đã trành thượng bọn họ chi thứ hai lâu như vậy rồi, nếu không làm như vậy lời nói thật khả năng ngay cả tự bảo vệ mình đều không thể làm được, huống chi. Hắn tưởng, đại khái đây là tối thích hợp hắn nhất thực hiện. Hắn không nghĩ Diệp Huỳnh sống được như vậy mệt, quan tâm nhiều như vậy là, ta nguyện ý. Diệp Thác đáp, không hề do dự. Diệp Huỳnh lúc này triệt để không lời nào để nói, nhiều lắm cảm tình đánh úp lại, làm cho nàng căn bản không biết phải làm ra cái gì biểu cảm, đáy lòng duy nhất mãnh liệt ý tưởng là, nàng rất muốn lập tức nhìn thấy bạch mộ ngôn, đứng ở trước mặt hắn, hảo hảo liếc hắn một cái. Đối với bản thân hội sinh ra như vậy xúc động ý tưởng, Diệp Huỳnh thật đúng là cảm thấy bản thân có phải không phải ăn sai dược, nhưng là hít sâu mấy lần sau, như vậy ý niệm chẳng những không có yếu bớt, tương phản, vũ phát rõ ràng đứng lên. Huỳnh đường tỷ, ngươi sẽ không là ở trách cứ ta đi. Sắc mặt quái khó coi. Diệp Huỳnh chuyển mâu, bình phục suy nghĩ, không có. Đây là quyết định của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Như thế, về sau làm của ngươi đối thủ, mời ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Diệp thác trực trở cười, trong suốt ánh mắt bên trong tựa hồ nhiều ra nhất chút gì đó. Diệp Huỳnh kế tiếp cũng không có ở trong phòng ở lại bao lâu, chính là tiếp tục thân thiết hỏi một lần của hắn hai chân, thân thể hắn tình huống đợi chút, mật viên ở bên cạnh đều nhất nhất đáp lại. Diệp Thác dù sao thượng ở bệnh trung, chỉ chốc lát sau liền nằm trên giường đang ngủ, Diệp Huỳnh cùng mật viên đóng cửa lại, liền hướng tiêu nhã biển ở ngoài đi. Gió đêm vũ phát mát đứng lên, Diệp Huỳnh tà nghệ mật viên liếc mắt một cái, ngữ khí thập phần trêu tức, thật không nghĩ tới hắn cùng vị kia như vậy chính. Đều có thể trực tiếp dùng bồ câu đưa tin đợi chút, còn không thuộc sao. Cho nên ngươi ghen tị. Mật quyên đồng dạng tà nghẽ nàng liếc mắt một cái, phi thường hèn mọn. Ta ghen tị cái mau a. À. Diệp Huỳnh ở cùng mật quyên ở chung thời điểm, luôn tương đối thoải mái, cũng có chút nghi lây dính thượng của hắn độc miệng. Vậy ngươi hỏi nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Cũng chỉ là tò mò một chút, không được sao. Vậy ngươi là tò mò ai đó? Mật Biên tuy rằng không biết Diệp Huỳnh cùng Bạch Mộ Ngôn đã có gia thịt chi thân, nhưng là gần nhất luôn cảm thấy Diệp Huỳnh đang nói tập Bạch Mộ Ngôn thời điểm, suy nghĩ có điểm thật vi diệu biến hóa. Không hữu hảo kỳ ai, các ngươi hai cái đều có cổ quái. Diệp Huỳnh tha cái vòng luẩn quẩn, đã nói xong sau rồi sau đó ngừng lại, nàng đứng ở ánh trăng phân cách đình viện địa phương khiến nàng khuôn mặt tranh tối tranh sáng, thấy không rõ tích, chỉ có khóe môi ý cười đặc biệt rõ ràng cùng xinh đẹp, không lại giống trước đây cái loại này không có gì độ ấm cười, hiện tại của nàng tươi cười có thể làm cho người ta cảm thấy như một xuân phong. Tốt lắm, đưa ngươi đến nơi đây, đêm đã khuya, ngươi hồi đi ngủ đi. Ngươi muốn đi ra ngoài. Mật viên nghe được ra nàng trong giọng nói đi ý, nhịn không được nhíu nhíu đầu mày. Ân, ra đi xem đi, xác nhận một chút. Diệp Huỳnh không nghĩ nhiều lời, thả có điểm không yên lòng, nhìn xem mật uyên trong lòng, lột bột, một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì sắp sửa bất đồng. Đã trễ thế này, ta cùng ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi xác định ngươi chưa ăn sai dược hoặc là phát sốt. Diệp Huỳnh giống gặp quỷ dường như liếc hắn một cái, không giấu kinh ngạc. Mật uyên mặt không biết tại sao, có điểm hắc. Cuối cùng Diệp Huỳnh tự nhiên là không có làm cho hắn đi theo đi, nàng khả là muốn đi hoàng cung A, cũng không phải đi đạp thanh, hơn nữa đã trễ thế này đi gặp. Bạch mộ ngôn, bất kể là bởi vì sao sự tình, tổng có điểm không đủ quan minh lỗi lạc. Diệp Huỳnh bên này cùng Mật Uyên nói lời từ biệt sau, liền thừa dịp bóng đêm đi đến Bạch Mộ Ngôn nghỉ ngơi Phượng Hy Cung, đánh giá hắn hẳn là sẽ ở, tự hồ chưa hề nghĩ tới hắn đêm nay sẽ đi vị ấy phi tử tẩm cung bên trong. Đợi cho đạt Phượng Hy Cung thời điểm, lại bỗng cảm thấy bản thân hành động này giống như không ổn, Diệp Huỳnh đã đến tự nhiên là quấy nhiễu bảo hộ Bạch Mộ ngôn ám vệ nhóm, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương hội phái chút gì đó cao thủ đến cùng bọn họ đánh nhau vẫn là khác cái gì, nhưng là lại không nghĩ rằng này đi rồi đại khái hai cái canh giờ Diệp thiếu tướng quân lại đi vòng vèo trở về. Là tới tìm bọn họ chủ tử sao? Lúc này chỉ sợ là phải thất vọng. Ám vệ nhóm nhìn đến Diệp Huỳnh đã đến đều không có lên tiếng, chính là phục từ một nơi bí mật gần đó tưởng muốn nhìn nàng làm cái gì mà bạch mộ ngôn tự nàng đi rồi sao phải đi động thư cung điện bên trong thương nghị sự tình, cho tới bây giờ còn chưa trở về. Diệp Huỳnh nhìn đến Phượng Hy Cung như cũ hắc, đợi một lát liền ly khai, nghĩ nghĩ cảm thấy bạch mộ ngôn khả năng đi đâu vị sủng phi trong cung điện, trong lòng tuy rằng không quá thích, khả đã một hồi đã đến, cũng phải đi chàng chàng đại vận, nhìn xem có thể hay không đụng tới hắn. Dù sao, có một số việc hay là muốn làm kết thúc. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân đến hoàng cung quả thực là nhất thời xúc động, cũng không rõ lúc trước cái loại này xúc động vì sao liền xuất ra, làm cho nàng khá cảm thấy không biết làm thế nào. Đầu tiên là đi tầng Thục phi cung điện, đã trễ thế này tầng Thục phi tẩm cung còn đèn sáng, mơ hồ có thể nghe thấy nàng sung sướng mang cười thanh âm truyền đến, thật sự hy vọng hoàng nhi có thể bình an sinh ra, trông thấy của ngươi phụ hoàng cùng mẫu phi a. Diệp Huỳnh nghe thế câu tràn ngập nhu tình cùng tình thương của mẹ lời nói sau, đáy lòng rốt cục có một trận thông thả đau đớn cùng chua sót lan tỏa đến, tàng thục phi cố nhiên là hạnh phúc, nhưng là theo nàng, như vậy hạnh phúc đều không phải là nàng muốn. Này trùng trùng thâm cung, liền ngay cả trượng phu một mặt đều khó có thể thấy, cung đình tịch mịch, cũng thật không là đùa giỡn. Miếng miếng môi, ban đầu đến hương trí cũng tiêu tán không sai biệt lắm, nàng trở lại, nhẹ chút mũi chân, liền hướng ngoài cung đi. Nhưng là phủ nhất đi mấy bước, quả đỉnh phía trên lại xuất hiện mặt khác một chút thân ảnh, kia mặt thân ảnh giống như truy đuổi nàng mà đến, ở ngân diện thấy nàng sau, ngược lại đứng ở tại chỗ bất động, chủ động chờ nàng tới gần. Nhàn nhạc long tiên hương hương vị theo gió đêm thổi nhập chấp mũi, cho dù không xem người nọ khuôn mặt, tự cũng là nhìn đến hắn so tinh thần còn muốn sáng người ánh mắt. Diệp Huỳnh tự nhiên cũng là đứng bất động, đang nhìn đến bạch mộ ngôn một khắc kia cơ hồ đều phải đòi xoay người điểm lược mũi chân chạy trối chết, đã trễ thế này còn xuất hiện tại nơi này, căn bản vô pháp giải thích rõ ràng. Cơ hồ đều có thể nghĩ đến bạch mộ ngôn kế tiếp mang theo trêu đùa thanh âm. Cái loại này bị người đắn đo cảm giác làm thật khó chịu. Bạch mộ ngôn lẳng lặng xem nàng một lát, mới hỏi nói. Dịp thiếu tướng quân ban đêm sông vào cấm cung là có cái gì quan trọng hơn sự tình sao? Đi ngang qua tiêu thực. Này vòng luẩn quẩn cũng vòng quá xa thôi. Bạch mộ ngôn tiếng nói dần dần mỉm cười, dừng không được bẩn cợt. Ăn rất no rồi. Diệp Huỳnh tiếp tục bị chuyện, đổ là không có mới đầu quân thần trong lúc đó cái loại này xa cách cùng tôn kính. Ngươi A, à, nhưng là khẩu thị tâm phi. Ngay sau đó, Diệp Huỳnh liền thấy bản thân rơi vào một cái hơi lạnh ôm ấp bên trong, mang theo đêm sương hương vị, lạnh lạnh làm cho nàng tưởng trực tiếp trầm luân. Nhưng là nhất tưởng đến tàng thục phi tịch mịch tự nói, vẫn là nháy mắt tỉnh táo lại, nàng muốn đẩy ra bạch mộ ngôn, nhưng bạch mộ ngôn sức tay thập phần to lớn, nàng càng là dãy dụ, hắn ôm vào nàng trên lưng thủ càng là nhanh thượng vài phần, như là trừng phạt tính, lâu cho nàng cơ hồ đều phải không thở nổi, chỉ có thể nằm ở trên vai hắn, nói nhỏ. Bệ hạ, thần sai lầm rồi. Ân. Ừ. Bạch mộ ngôn nghe nàng mới lạ ngữ khí, rõ ràng không vui, lặp lại lần nữa. Diệp Huỳnh bị kìm hãm, cảm thấy chóp mũi quanh quẩn hơi thở lãnh mà liệt như là một trương đêm dài lộ hàng tịch mịt võng đem nàng trùng trùng võng ở trong đó trốn bất quá cái kia tên là ôm nhu nhà giam nàng hít sâu một hơi tận lực cách bạch mộ ngôn xa một chút tuy rằng động tác như vậy gần phí công khả nàng vẫn là lừa mình dối người cảm thấy bản thân giống như không như vậy hoảng loạn thế này mới thấp vọng lại nhận sai mộ công tử ta sai lầm rồi ngô Bạch mộ ngôn thế này mới gật gật đầu, nhưng là cũng không tưởng buông ra nàng, cuối mùa thu ban đêm kỳ thực là cực lãnh, Diệp Huỳnh trên người trước sau như một ăn mặc không nhiều lắm, tuy rằng hắn biết nàng có nội lực, nhưng là luôn cảm thấy không thể đãi bạc nàng. Quay đầu truyền đến một gã ám vệ ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, làm cho hắn sau khi rời khỏi, mới buông lỏng ra Diệp Huỳnh, hỏi. Hà sai chi có? Diệp Huỳnh âm thầm hít sâu một hơi, lại chậm rì rì liếc hắn một cái, không phải hẳn là gọi ngươi bệ hạ, không phải hẳn là xưng hô bản thân vì thần. Thượng xem như trẻ nhỏ dễ dạy. Còn có đâu? Bạch mộ ngôn thấy nàng thẳng thắn thành khẩn, thế này mới cười cười, mang theo nàng hướng phượng hy cung phương hướng đi. Hai người bước chân kỳ thực đều cực khinh, bởi vì bọn họ hiện tại đứng ở một chỗ phi thường mẫn cảm vị trí, tầng thuộc phi cung điện cách đó không xa, bạch mộ ngôn thật sự là không muốn bị tằn thuộc phi cái cô gái này nhiễu hưng trí tuy rằng Diệp huỳnh chưa từng có nói rõ nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là cảm nhận được nàng không thích của hắn này nữ nhân vả lại nhớ tới nàng đã từng nói qua thập phần kiêu ngạo một phen nói phi ta đâm chiêu phi ta suy nghĩ phi ta sở cầu theo bản năng hắn phải thay đổi cái địa phương cùng nàng nắm trăng quan mặc dù ở làm cho nàng biết chân tướng phía trước này cũng không sẽ làm nàng dễ chịu bao nhiêu còn có dịp huỳnh lúc này nhưng là nghĩ không ra đã phản ứng tới được thời điểm mới phát hiện nàng bị bạch mộ ngôn nắm đã đi ra rất xa rất xa đau đầu xem bọn họ tướng nắm thủ hơi hơi dùng sức muốn rút về nhưng là bạch mộ ngôn tuy rằng như là không hề hay biết khả ngay sau đó nàng cảm thấy chính mình tay bị người nắm chặt càng chặt quả thực là không thể động đậy bạch mộ ngôn thấy nàng đáp không ra thế này mới quay đầu liếc nhìn nàng một cái ngươi đêm nay đi vòng vèo trở về chẳng lẽ không đúng tới tìm ta sao thế nào lại đi rồi nàng có thể nói cho hắn biết đó là nàng nhất thời cảm xúc tăng vọt muốn xa xa đến liếc hắn một cái cũng không muốn để cho hắn phát hiện sao dù sao diệp nguyệt là hộ vệ hắn an toàn đại thống lĩnh nàng ra vào hoàng cung bọn họ đều sẽ không ngăn đón nàng không nói sao bạch mộ ngôn vi khiêng khóe môi Tự hồ đêm nay ở động thư nơi đó nhận đến bất khoái đều bởi vì trong tay nắm thủ mà tan thành mây khói, khi chờ ta đến sai sai như thế nào. Tác giả có chuyện muốn nói. Bệ hạ liêu muội kỹ năng 100 phân bệ hạ. Hừ, lâu như vậy mới phóng ta xuất ra, tác giả ngươi muốn tìm tử. Chương 92 91 Tưởng niệm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 92 91 Tưởng niệm Mộ công tử, ta còn là nói thật tốt lắm. Diệp Huỳnh nơi nào khẳng làm cho hắn đoán tâm tư của bản thân, chính mình nói xuất ra còn có thể che giấu một chút, không nhường hắn chê cười, nếu làm cho hắn đoán được lời nói, nàng khả thật là không mặt mũi gặp người. Không, ngươi không nhường ta đoán, ta càng muốn đoán. Bạch mộ ngôn quay lại thân đến, thập phần ôm nhu liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó nói ngươi là tưởng niệm ta cho nên nhịn không được đến xem ta đúng không? Diệp Huỳnh theo hắn nhìn lại đi lại sau liền luôn luôn không có nhìn hắn, ánh mắt của hắn lợi hại nhường tâm tư của nàng căn bản vô pháp trốn, cùng với cùng hắn đối diện khó chịu, chẳng xoay đầu đi, không nhìn tới hắn. Nhưng là nghe được hắn nói ra tưởng niệm hai chữ thời điểm vẫn là cảm thấy bản thân nhĩ khuếch có điểm căng thẳng. Tốt lắm, ngươi da mặt mỏng, ta liền không nói nhiều, miễn cho nói ta khi dễ ngươi bạch mộ ngôn tựa hồ còn cười khẽ một tiếng lại quay đầu đi nói với nàng lần sau vô luận ngươi là phủ tưởng niệm ta đều hẳn là ta đi tìm ngươi mà không là ngươi tìm đến ta bệ hạ dưới tình thế cấp bách diệp huỳnh vẫn là thốt ra bạch mộ ngôn lại vương ngón trỏ dùng chỉ phút ngăn chận của nàng môi lại không nghe lời nhìn nhìn ánh trăng cảm thấy ánh trăng hoàn hảo chính là hơi lạnh vốn định cùng nàng ở phượng hy cung nóc nhà thượng ngắm phong cảnh, nghĩ nghĩ vẫn là cho nàng vào tới trong điện, lớn như vậy trong cung điện sớm nhiên tốt lắm lò sưởi dùng bữa bàn tròn thượng còn bày biện một ít ngon miệng bữa ăn khuya. Hắn làm cho người ta trình lên nước ấm, tự mình vắt khăn nóng thay Diệp Huỳnh che tay, này quá trình Diệp Huỳnh đương nhiên là muốn cự tuyệt, nhưng là mổ cửu ngũ trí tôn là tất yếu thư tôn hàng quý, đem của nàng 10 căn ngón tay đều sát toàn bộ, ánh mắt nghiêm cẩn cư nhiên còn mang theo một tia diệp hình xem không hiểu thành kính. Chạm được như vậy ánh mắt, nàng bỗng nhiên có điểm không nghĩ tiếp tục xem đi xuống, nhàn nhạt viết qua đầu, nhưng là như cũ cảm thấy trong lòng giống bị một ly ấm trà phao, thế nào cũng vững tâm không đứng dậy. Làm cho nàng đêm nay tâm huyết dân trào. Hiện tại được không, cảm thấy bản thân càng thêm không thể tự thoát ra được. Nàng thu hồi tâm thần, trong tay bố khăn hất ra, sau đó bị tắt một cái ôn ôn chén sứ bạch mộ ngôn miệng nhàn nhạt ăn đi thủ sát cốt lắm nhưng là trong lời nói có chuyện ngụ ý tức là không lại trêu chọc ngươi nghe được diệp huỳnh trên mặt một trận khô nóng kế tiếp vẫn là bạch mộ ngôn trước khai thanh đã có nhàn tình tới tìm ta hẳn là dịp thắt sự tình có tiến triển thôi hắn là chút không lo lắng dịp trinh tài cán vì nang nàng lấy dịp trinh chỉ số thông minh động liên tục nàng một ngón tay đầu cũng không được bằng không, động thư đêm nay cũng sẽ không thể phát lớn như vậy hỏa, hơn nữa muốn lợi ích còn lớn như vậy. Nói lên chuyện này, Diệp Huỳnh vẫn là rốt cục nhịn không được, buông canh canh, nói với hắn. Bệ hạ, ngài thật sự là không cần thiết làm như vậy. Bạch mộ ngôn có điểm đau đầu, động một chút là ở trước mặt hắn nói quân thần kia một bộ thật sự làm cho hắn rất khó làm. Hắn biết hắn không phải hẳn là đối nàng động tâm, không phải hẳn là quấy rầy nàng bình tĩnh cuộc sống, không phải hẳn là ở lòng của nàng trong hồ nổi lên gợn sóng, nhưng mà chính là nhịn không được, kiếp trước kiếp này cảm tình tích lũy đứng lên, cho dù bị hắn tận lực xem nhẹ, nhưng là kết quả là như vậy đè nén cảm tình bộc phát ra đến cư nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dọa người. Hắn hận không thể lúc nào cũng khắc khắc đem nàng thuyên tại bên người, không có lúc nào là đều có thể nhìn đến nàng. Như vậy mãnh liệt có chứa rõ ràng ham muốn chiếm hữu ý tưởng hắn cũng không muốn hiển lộ ra đến ở một ngày không có minh xác biết được trên người hắn độc có không cởi bỏ phía trước, hắn đều không thể cử động nàng. Hơn nữa, hắn cấp cho nàng tốt nhất, cho nàng muốn nhất. Nhưng là, hắn cảm thấy nàng thật không nghe lời, việc cấp bách, cần phải cho nàng một cái thập phần khó quên trừng phạt. Bạch mộ ngôn đột nhiên ngước mắt lường nàng liếc mắt một cái, vương ngón trỏ đối nàng nguéo một cái, ý bảo nàng tới gần một chút, Diệp Huỳnh không rõ chân tướng, chậm rãi tới gần, nhưng là vừa thập phần cảnh giác cách hắn hai cái nắm tay khoảng cách, chờ hắn nói chuyện. Ai? Rất nhỏ thở dài một tiếng tự môi gian tràn ra, Diệp Huỳnh cảm thấy bản thân cổ tự hồ bị người ôm nhu bao vây trụ, rồi sau đó một cổ đại lực đem nàng kéo đến tiền phương, căn bản không tha cho nàng làm gì phản kháng, trên môi liền rơi xuống vừa hôn. Hôn rất nặng, dừng ở trên môi rất đau, người nọ tự hồ cảm thấy còn không giải hận, ở của nàng môi dưới hung hăng cắn một ngụm, Diệp Huỳnh ăn đau muốn trừng hắn, cũng là thấy hắn mỉm cười ánh mắt, tuy rằng mang theo trách cứ, khả như cũ không che nổi ý cười. Bệ! Không, mộ công tử, thực xin lỗi. Cứ việc này cái gì, mộ công tử, xưng hô nghe vào bên tai như cũ mới lạ, khả bạch mộ ngôn tâm tình vẫn là thập phần không sai, hắn lưu luyến buông ra nàng, lâm rời đi của nàng môi thời điểm còn vương đầu lưỡi liếm liếm, liếm đi huyết tinh hương vị, Diệp Huỳnh quả thực là chịu không nổi hắn như vậy như có như không trêu chọc, thân mình theo bản năng ngửa ra sau đi, trái tim cấp kêu. Mộ công tử thỉnh tự trọng. Ân. Bạch Mộ Ngôn không có lại làm khó nàng, mà là tiếp tục hỏi. Diệp Thác tình huống có khỏe không? Hoặc nhiều hoặc ít cũng là đoán được một chút Diệp Huỳnh tìm đến của hắn nguyên nhân, tất nhiên là vì Diệp Thác nói cho nàng, giữa bọn họ hiệp nghị, là tới chất vấn hắn hay là khác. Nhược nhiên thật là chất vấn lời nói, hắn cảm thấy hắn sẽ cảm thấy khổ sở. Hảo, chân cũng tốt, độc cũng bị giải hết. Diệp Huỳnh ẩn ẩn xem hắn, ngữ khí không biện hỉ giận. Như thế, là tốt rồi. Bạch mộ ngôn gật gật đầu, không có nhiều lời nói, nhưng là Diệp Huỳnh nhịn không được hỏi. Ngươi vì sao muốn mai phục này bước hiểm kỳ? Nhưng lại mai sớm như vậy sâu như vậy. Vì ngươi đơn giản ba chữ thốt ra diệp huỳnh cảm thấy bản thân lại không bình tĩnh diệp thị chi thứ hai là một cái thập phần không ổn định nhân tố đã diệp văn muốn quyền cùng lực vì sao không cho hắn nhưng là điều này cũng ngươi thật lo lắng diệp thác lo lắng là có nhưng này không là nguyên nhân chủ yếu diệp huỳnh nhíu mày thật sự là không biết nói như thế nào đó là bởi vì ta không muốn nói Bạch mộ ngôn xem định nàng dây lát, cuối cùng tùng khẩu, không muốn nói liền tính. Diệp Huỳnh thế này mới lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm nay nàng kỳ thực đã là phi thường hối hận tới nơi này, quả thực là ngũ vị tạp trần, tuy rằng không nhìn thấy bạch mộ ngôn đi khác phi tử trong cung điện qua đêm, nhưng là nhìn thấy tầng thuộc phi cái loại này biểu cảm cùng chờ mong thời điểm luôn cảm thấy. Giống như có một căn thứ vắt ngang trong lòng, nửa vời, rất khó làm cho nàng nhận thật sự là không nghĩ nói thêm nữa một ít như thế xuất thần nhưng là xem nhẹ bạch mộ ngôn trên mặt hơi lộ ra nhẫn nại mà lại vẽ mặt thống khổ gần đoạn thời gian hắn học máu số lần nhưng là càng ngày càng nhiều đã từng dùng là tay trái giống như cũng càng ngày càng không linh hoạt rồi xem ra đổng thư là muốn triệt để khống chế hắn cái gì đàm phán chiếm được giải dược kỳ thực đều là một cái ngụy trang cho nên của hắn tiến độ cũng muốn mau một chút như thế nghĩ Diệp Huỳnh đã đem trong chén ngọt canh đều uống xong rồi, cảm thấy bản thân xử ở trong này cũng không có gì hay để nói, nhưng trước khi đi vẫn là hỏi. Ngươi đêm nay là đi nơi nào? Bạch mộ ngôn sửng sốt, thấy nàng tiên thiếu chủ động câu hỏi, khẽ cười cười, không có đi phi tử nơi đó. Ta biết. Diệp Huỳnh biểu môi, sau đó lại nghe thấy bạch mộ ngôn tiếp theo nói. Động thư làm cho ta đi nàng nơi đó, làm cho ta làm ra bồi thường bồi thường. Này từ vừa nghe chỉ biết không là cái gì tốt ngoạn ý. Là. Bạch mộ ngôn không có phủ định, còn có điểm bán đùa nói với nàng. Có muốn biết hay không ta dùng xong bao nhiêu lợi thế đem ngươi đổi trở về. Diệp Huỳnh sắc mặt có điểm khó coi, há miệng thở dốc muốn nói nhất chút gì đó, lại là cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác xem hắn, chờ của hắn trả lời. Đừng khẩn trương, Bạch mộ ngôn nhịn không được điểm điểm của nàng chấp mũi, không vượt ngoài là một ít vật ngoài thân thôi. Kỳ tức là cái gì? Diệp Huỳnh nghe hắn nói càng không thèm để ý, tự nhiên là càng muốn biết, nhất như chấp như không xem hắn, hy vọng hắn có thể cho ra một cái trả lời thuyết phục. Còn thật muốn biết? Bạch mộ ngôn đột nhiên bật cười, quát quát mũi nàng. Là? Ngữ khí kiên định, không chút nào trốn tránh. Cũng chính là? thất thất hồi hộp tộc tiến cống mà đến tuấn mã, lạc đà một bú hai mươi thất, cộng thêm một ít hiếm lạ trân bảo thôi. Hẳn là không thôi đi. Động thư như thế tham lam, lại là xác định bản thân, buông rèm chấp chính, thân phận, lại sao lại chỉ cần bạch mộ ngôn như vậy nhất vài thứ. Trên thực tế, nàng là đoán đúng rồi. Đổng thư muốn còn có một tòa cái gọi là Phật Tháp, cộng thêm công việc béo bở mấy, chính là này đó hắn không có nói cho Diệp Huỳnh thôi chỉ là muốn tân kiến một tòa Phật tháp lấy làm ăn mừng nàng năm nay ngày sinh liền làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị thả quá mức xa xỉ, hơn nữa, này Phật tháp kiến cốt lắm còn thật không hiểu là dùng tới làm cái gì dùng là. Đổng thư ở cùng hắn nhắc tới như vậy điều kiện thời điểm, trong lòng tự nhiên là cười lạnh, nhưng là cũng không nói thêm gì, mà là nhất nhất đáp ứng, mặt ngoài công phu làm được 10 phần. Tu kiến Phật tháp ngược lại không phải là không được đến lúc đó hắn nhưng là muốn thống cái đại loạn tự xuất ra. Việc này tự nhiên là trước không cần cùng Diệp Huỳnh nói, miễn cho nàng tự trách. Cho nên ngươi cho là ngươi ở trong mắt động thư rất có giá trị. Bạch mộ ngôn ngước mắt liếc nàng một cái, ngữ mang chế nhạo. Diệp Huỳnh ngẩn người, hậu tri hậu giác nghe minh bạch lời nói của hắn ngữ, nhĩ khuếch chậm rãi đỏ, đột nhiên rất muốn đưa tay đánh hắn, nhưng là lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức tiểu hài tử khí, toại nhéo đầu không để ý hắn. Như vậy đổ có điểm 18 tuổi thiếu nữ thiên chân hồn nhiên. Bạch mộ ngôn xem nàng ửng đỏ nhĩ khuếch, hảo tâm tình tưởng. Tốt lắm, đừng tức giận, cùng ngươi đùa mà thôi. Bạch mộ ngôn kéo tay áo của nàng, muốn ban quá thân thể của nàng tự đến, ngươi đương nhiên là vô giá, chính là mấy con tuấn mã mấy thất lạc đà cộng thêm một ít tục khí trân bảo có thể đổi lấy ngươi. Không khỏi nghĩ nhiều thôi. Một công tử, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi không cần lại nói những lời này. Diệp Huỳnh khá có điểm bất đắc dĩ, quay đầu đến xem hắn. Ngươi là đối bản thân không tin tưởng sao? Không là. Không phải nói, khi cần gì phải sợ ta nói những lời này. Tốt lắm, thẩm đồ bọn họ ngươi ngày mai hẳn là sẽ không tái kiến. Bạch mộ ngôn không có đánh tính ở vừa mới trên đề tài nói lâu lắm, rất nhiều sự tình đều cần phải tiến hành theo chất lượng không là hiện tại làm chỉ cần ở trong lòng nàng mai phục một hạt mầm thì tốt rồi. Tác giả có chuyện muốn nói. Lần sau ta muốn nắm chắc một chút độ, ngọt là đủ rồi, không cần ngấy audio. Nói ta cách vách cũng càng hiện ngôn, cá nhân cảm giác cũng không tệ, muốn không cùng nhau đi xem 23333. Chương 93 92 Khí tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 93 92, khí tử, thảo. Diệp Huỳnh gật gật đầu, tự nhiên biết hắn cùng Đổng Thư cò kè mặt cả, cũng lười hỏi lại đi xuống, trực tiếp lên tiếng liền không lại nói chuyện. Đêm nay cũng không sai biệt lắm. Đêm đã khuya, còn tưởng trở về sao? Vừa nhất mâu liền chống lại bạch mộ ngôn ánh mắt, mộ công tử, vô luận đêm bao sâu, ta độc tự một người về nhà cũng sẽ không có vấn đề. Khả ngươi ở trong cảm nhận của ta cũng là một cái hội bị thương hội rơi lệ nhân. Hắn nói được kiên định, nhưng còn là không có ở đề tài này thượng nhiều làm lưu lại, mà là buông ra Diệp Huỳnh thủ, làm cho nàng rời đi. Diệp Huỳnh luôn cảm thấy bản thân đêm nay chịu kích thích thật sự là quá lớn quá lớn, căn bản không nghĩ tới Bạch Mộ Ngôn là như vậy nhân, quả thực là tâm tình triền miên nói ra cũng không mang trọng dạng. Thần Phong quân quân doanh sự tình đến tận đây đã xem như rơi xuống màn che. Cuối cùng tướng quân phủ đột nhiên xuất hiện này xà trùng thử nghĩ cũng không giải quyết được gì, không ai biết chân chính ngọn nguồn ở trong này, chính là trong cung tiểu cung tỳ vẫn là lục tục biến mất không thấy. Người cũ không thấy, tân vào một đám rất nhanh đem người cũ giấu vết cấp bao phủ. Mà Diệp Thác cũng là cho mật uyên dốc lòng chăm sóc hạ rất nhanh sẽ tỉnh lại, ở hắn tỉnh lại ngày nào đó chi thứ hai tiến hành rồi một lần bí mật nói chuyện, rồi sau đó lần này nói chuyện sau chi thứ hai cùng đại phòng trong lúc đó như có như không đối lập càng thêm rõ ràng toàn bộ diệp phủ đều lâm vào một loại cổ quái lại vi diệu bầu không khí bên trong diệp lão phu nhân xem ở trong mắt cấp ở trong lòng nghĩ bản thân kỳ thực thực không bao nhiêu thời gian khả không muốn nhìn thấy hảo hảo một cái diệp da bởi vì cái gọi là quyền thế mà ở riêng nhưng nàng tự biết vô pháp thay đổi nhiều lắm cứ như vậy nhị hướng nhưng là ngã bệnh diệp huỳnh bởi vì lo lắng diệp lão phu nhân bệnh tình đã ở riêng về dưới nhắc nhở Diệp Thác vài thứ, hy vọng hắn có thể lộ ra một ít thiện ý tin tức cấp Diệp Lão Phu Nhân nghe, ít nhất làm cho nàng không cần như vậy lo lắng. Diệp Thác tự nhiên là dựa theo Diệp Huỳnh ý tứ đi làm. Cùng lúc đó bởi vì tiến cử tới gần, hắn cũng dần dần trở nên công việc lưu bù lên, cũng coi đây là lấy cớ bế quan phấn độc, không để ý đến chuyện bên ngoài. Thế này mới sử Diệp Văn cũng yên tĩnh một chút xuống dưới. Cũng theo tiếng cử sắp tới gần, gần nhất đại giả biên cương trọng trấn tây mát xuất hiện rất nhiều không lớn không nhỏ biến cố cụ thể biểu hiện vì tây vực tiểu quốc bắt đầu giết người đoạt hóa làm một ít làm cho người ta khó có thể dễ dàng tha thứ sự tình tây mát là đại giả một cái trọng yếu thành trấn không chỉ có là mua bán ra vào quan tạp càng là các loại dân cư dày đặc có thể nói là một cái trọng yếu phi thường địa phương gần đây giặt cỏ thật sự là quá mức càng rỡ hơn nữa ai biết bang này cái gọi là giặt cỏ có phải hay không là khoác cẩu da sói, ở mặt ngoài là không hề kết cấu giặc cỏ, nhưng trên thực tế là từ Tây vực quân đội khống chế. Này đây hôm nay tại triều hội thượng, Bạch Mộ Ngôn thật nghiêm túc đưa ra chuyện này. Lạnh lùng quét phía dưới văn võ bá quan liếc mắt một cái, theo lệ hỏi. Các vị khanh gia đối tây mát trọng trấn bị tạo áp lực một chuyện như thế nào đối đãi Hồi bệ hạ, tốt nhất thực hiện đương nhiên là phái người đi xua đuổi này giặt cỏ, lấy tịnh ta đại giả quốc cảnh. Đúng, Trần Đại Nhân nói đúng. Phía dưới một đoàn tán thành nhân, khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Như vậy có vị ấy khanh gia nguyện ý xin đi giết giặc đi trước trấn thủ. Dừng một chút, lại quét dịp huỳnh cùng dịp triển liếc mắt một cái, dịp xuất cùng dịp thiếu tướng quân lần này liền không cần phải đi, đem cơ hội lưu cho người khác đi. Diệp Huỳnh hơi hơi nâng lên muốn hành lễ thủ đốn ở tại chỗ, nàng xem bạch mộ ngôn liếc mắt một cái, chung quy là cầm nắm tay, đưa tay buông, tiếp tục nghe hắn phân phó. Dung trẫm ngẫm lại, chuyện này nên từ vị ấy ái khanh đi hội tương đối hảo. Bạch mộ ngôn nhưng là thập phần nghiêm cẩn ở suy xét, ánh mắt nhất dạng nhất dạng, hoặc nhìn không chút để ý nhưng kỳ thực phi thường có uy nghiêm còn chưa chờ ánh mắt của hắn lại nhìn quét một vòng hoặc chờ ngồi ở bên cạnh hắn đổng thư tiếp tục lên tiếng bỗng nhiên có một đạo thâm lam thân ảnh tiếng điện trực tiếp quỳ một gối thỉnh chỉ nói thần nguyện ý mang binh xuất chinh lời này vừa nói mọi người ào ào hướng kia mặt quỳ bóng lưng nhìn lại mắt lộ ra kinh ngạc dịp thống lĩnh bạch mộ ngôn nhìn về phía quỳ gối đại điện chính giữa người kia hơi hơi nghi hoặc thần nguyện ý thỉnh chỉ đi trước tay mát trọng trấn quét dọn giặc cỏ, vọng bệ hạ thành toàn. Gần từng tiếng len ken hữu lực, xâm nhập nhân tâm. Bạch mộ ngôn lại không trả lời ngay, Diệp Nguyệt tiến đến thỉnh chỉ coi như là dự kiến bên trong sự tình, một đời trước cũng từng có như vậy tay mát bị nhiễu sự tình, mà Diệp Nguyệt cũng có thỉnh chỉ, chẳng qua bị động thư không nhuyễn không cứng rắn cản trở về, này đây không có xuất chinh thành công. Diệp thị một môn luôn luôn đều đối hoàng thất trung thành và tận tâm, mà Diệp Nguyệt này chỉ nhận thức một cái tử lý nhân càng là như thế, nhưng hắn luôn luôn đều đang ở cung đình bên trong, đối ngoại giới sự tình không có nhiều lắm hiểu biết, trước tiên làm cho hắn đi ra ngoài tôi luyện tôi luyện kỳ thực cũng là tốt. Chính là, Bạch Mộ Ngôn đã cùng Đổng Thư đạt thành vi diệu hợp tác quan hệ, đương nhiên phải theo lệ trưng cầu một chút Đổng Thư ý kiến, không biết mẫu hậu có hay không thích hợp nhân tuyển. Đổng Thư tự nhiên nói là có, tốt như vậy một phần công việc béo bở không đi nắm chắc thật đúng là lãng phí, nghĩ nghĩ lúc này nhớ tới bản thân ngoại gia một gã thân thích, năm mới cũng từng có thượng quá chiến trường lập được công, chỉ là vì một ít không cần thiết nguyên nhân do đó làm cho hắn cùng thăng quan vô duyên, đã bạch mộ ngôn tự mình hỏi nàng, khi nàng là đương nhiên đề cử nhà mình người. Phục Tây tướng quân Tạ Tuấn có nhất định tác chiến kinh nghiệm, lo lắng đến dịp đại thống lĩnh cũng không cái gì xuất chinh kinh nghiệm, nhưng Tạ tướng quân mang mang người đó là bình thường bất quá sự tình. Bạch mộ ngôn gật gật đầu, đổ là không nói thêm gì, mà là nhường thường đức nghĩ chỉ, ở nhường thường đức nghĩ chỉ đồng thời lại đột nhiên nhớ tới nếu Diệp Nguyệt đi rồi lời nói, ai tới thế thân Diệp Nguyệt đại thống lĩnh vị trí. Dù sao, đây là một cái thập phần trọng yếu chức vị, không thể mượn tay người khác cho nhân. Cũng không chờ Đổng Thư nhắc tới, hắn trực tiếp nhìn về phía Diệp Huỳnh, ánh mắt dị thường sáng ngời, nhìn xem Diệp Huỳnh một trận chột dạ, lại không biết trong lòng hư cái gì, dung thù đưa bọn họ toàn bộ quá trình ánh mắt hổ động cấp xem ở trong mắt đáy lòng đoán vũ phát kiên định tự bản thân vị biểu huynh giống như thật là tiệc của hắn hồ a nếu là như thế lúc trước vì sao lại khuyên hắn yên tâm phòng tiếp nhận khác nữ tử bỗng nhiên cảm thấy phi thường bực mình dứt khoát nhéo đầu không lại xem bọn hắn bên này dung thù bản thân một người ở giận dỗi bên kia bạch mộ ngôn tự nhiên là sẽ không bởi vì nỗi lòng hắn biến hóa mà có điều chần chờ đã dịp đại thống lĩnh muốn xuất chinh quét dọn giặt cỏ, như vậy của ngươi chức vị tạm thời từ làm muội dịp thiếu tướng quân đại lao đi. Cuối cùng, vẫn là theo lệ hỏi một câu, các vị khanh gia có gì dị nghị không? Đổng thư nhất đảng tự nhiên là phi thường có dị nghị, nhưng là bạch mộ ngôn một câu nói nói được giọt nước không rỉ, hơn nữa cung đình cấm phòng vốn là bạch mộ ngôn tinh nhuệ, lại làm sao để cho người khác nhúng chàm. Này đây cho dù hắn nhóm lòng có oán thầm cho dù Đổng Thư muốn nói không, cũng chỉ có thể ngại cho chuyện như vậy thực, không thể làm như vậy rõ ràng. Nhưng là Diệp Huỳnh thật không ngờ Bạch Mộ Ngôn sẽ tìm được nàng, làm cho nàng hơi hơi liền phát hoảng, nhưng là cẩn thận nghĩ đến lại cảm thấy đây là đương nhiên, cũng không thể đem trong hoàng cung cấm vệ quân đều giao cho người khác, do đó ngay cả cuối cùng một tia phòng tuyến đều bị mất phải không? Vì thế thông dong đứng ra, hướng về Bạch Mộ Ngôn được rồi thi lễ, thập phần kính cẩn thần diệp huỳnh lĩnh mệnh toại lại một việc bụi bặm lạc định bạch mộ ngôn tự nhiên đối chuyện này phi thường vừa lòng như vậy an bày là có thể khiến cho hắn một ngày có mấy cái canh giờ có thể cùng diệp huỳnh một chỗ chỉ muốn cùng với nàng vô luận xảy ra chuyện gì hắn đều vui vẻ chịu đựng nề hà hắn con này tính toán là đánh cho đông đốc rung động kia đầu dung thù là thật động tức giận hạ triều sau cũng không chờ Diệp Huỳnh cùng Diệp Nguyệt làm tiếng thêm một bước nói chuyện với nhau, liền mạnh mẽ dắt cánh tay của nàng ly khai tại chỗ, căn bản không nhường nàng làm gì phản kháng động tác. Diệp Huỳnh thật sự là cảm thấy mặt danh kỳ diệu, không rõ người này vì sao ở trước mặt mọi người do dự, sự rảnh tay kính kêu ngừng hắn, hỏi. Dung đại công tử, ngươi này là chuyện gì? Ngữ khí được cho khách khí xa cách. Diệp Huỳnh đối dung thù ấn tượng thủy chung lưu lại ở táo bạo hai chữ thượng, mà hiện tại bạch mộ ngôn lại là thẳng sáng tỏ tâm ý của hắn, đương nhiên, dung thù thành một quả khí tử. Hơn nữa, vô luận của nàng quyết định như thế nào, cũng không có thể cùng hắn có liên lụy. Đây là thập phần tất yếu sự tình. Vì vậy Diệp Huỳnh thái độ đối với dung thù tự nhiên mà vậy lãnh rơi xuống. Dung thù đứng ở tại chỗ cúi đầu xem nàng, ánh mắt cơ hồ khí thế bức nhân, Diệp Huỳnh nhìn thẳng của hắn tầm mắt, không có gì do dự. Theo ngay từ đầu, nàng liền không có cho hắn gì hy vọng, tương đối ứng, hiện tại cùng hắn nói một cái minh bạch, cũng không có gì chột dạ. Cũng không có gì hay chột dạ. Chính là, lúc này nàng là thật thiết nhìn đến hắn đáy mắt sở toát ra bi ai cùng phẫn nộ, dĩ vãng phong lưu vùi lấp tại đây hai loại cảm xúc dưới, đau đớn làm cho người ta giận sôi. Diệp Huỳnh nhíu nhíu mày, chờ đợi hắn nói chuyện ngươi có thể hay không cùng ta đi một chỗ thật lâu sau dung thù rốt cục nói chuyện ngữ khí nặng nề ánh mắt nặng nề chỗ nào ngươi chỉ cần đáp ứng ta đi cùng không đi kia là được rồi một khi đã như vậy ta còn có việc muốn vội thứ không phụng bồi dung thù cảm xúc thật bất ổn tuy rằng không đến mức sợ hãi hắn sẽ đối chính mình làm ra cái gì không chuyện lợi nhưng là theo bản năng nàng không muốn cùng hắn một chỗ nói xong, lướt qua hắn, lập tức đi về phía trước đi. Nhưng là dung thù cũng không tính toán buông tha nàng, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Huỳnh đã lòng có tương ứng, ở hắn tự cho là khổ tâm kinh doanh có thể thắng cho nàng một chút mảnh nhỏ thật tình thời điểm, lòng của nàng đã thất lạc ở không biết cái nào địa phương. Tự nhiên là không cam lòng, hơn nữa cảm thấy phi thường phẫn quốc, muốn vọt tới bạch mộ ngôn trước mặt hỏi rõ ràng minh bạch, nhưng hắn chung quy là nhịn xuống, quân là quân, thần là thần, hắn không thể giống niên thiếu khi như vậy, sự tình gì đều mở ra nói cái minh bạch. Nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn hội khoanh tay đứng nhìn cái gì cũng không làm, đầu tiên hay là muốn theo dịp huỳnh phương diện xác định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vãn hồi một chút, vả lại, hay là muốn tìm bạch mộ ngôn nói chuyện chút, hỏi hắn vì sao. Tác giả có chuyện muốn nói. Đồng chí vui vẻ nha. Ta quyết định văn văn đại khái ở 50.55 vạn tả hữu kết thúc, ân hiện tại đã tồn đến 40 vạn tả hữu. Chương 94 93 Tân Hoang bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 94 93 Tân Hoang Dung Thù cảm thấy thập phần khó chịu, tuy rằng loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị, tuy rằng buông xuống quảng quảng, nhưng là đã từng cái loại này khắc cốt minh tâm yêu say đắm còn tại của hắn trong khung, cho dù hắn buông xuống nàng, cũng không có khả năng đối một cái nữ tử toàn tâm toàn ý. Nhưng mà hắn là đối Diệp huỳnh đầu nhập vào 12 phút dụng tâm. Này so với lúc trước cùng với bản bản thời điểm, càng thêm dụng tâm. Vì vậy cho dù thua, cũng muốn thua một cái minh bạch. Diệp huỳnh, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, liền lúc này đây. Không cần nhiều. Hắn thủy chung bắt lấy tay nàng, khóe môi ý cười chua sót, hoàn toàn không có ngày thường phong lưu chế nhạo bộ dáng. Diệp Huỳnh bỗng nhiên cảm thấy bản thân có điểm mềm lòng, thật không ngờ hắn thật sự làm nhiệm vụ này là thật, cũng thật không ngờ bạch mộ ngôn cư nhiên thật sự. Nàng kinh thở dài một hơi, ta cùng ngươi đi đó là, làm gì làm ra như vậy buồn rầu bộ dáng. Cũng không đáng giá. Huỳnh, ngươi không hiểu. Dung thù tuy rằng nghe nàng đáp ứng rồi, nhưng cũng không có cao hứng đứng lên, tương phản, nghe được nàng loại này vui vẻ không biết sầu tư vị ngữ khí, càng thêm chắc nhiên, Huỳnh, chờ ngươi chân chính thích một người, thả 12 phút tâm tư ở trên người nàng thời điểm, chỉ biết vì sao ta sẽ như vậy chấp nhất. Nhưng là Diệp Huỳnh vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Nàng miếm miếm môi, ký không có tỏ vẻ đồng ý, cũng không có tỏ vẻ phủ nhận, chính là tùy ý dung thù đem nàng mang đi, ly khai cấm cung. Bọn họ cũng không biết là, phủ vừa ly khai cấm cung, liền có nhân đem tin tức truyền lại cấp bạch mộ ngôn, báo cáo hết thảy lúc này bạch mộ ngôn đang cùng dương sĩ lưu ở cùng nhau khi lâm tiến cử tự nhiên là muốn giám sát một chút ra đề một tiến độ tuy là nói giao cho diệp văn cùng dung thù toàn quyền phụ trách nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nói toàn bộ sự tình đều là bọn hắn hai người làm xong tổng cần phân phối cấp thích hợp người đi hoàn thành mà dương sĩ lưu tham dự trong đó chuyện này bạch mộ ngôn sớm biết thậm chí nói được thượng là hắn tự mình an bày chẳng qua dương sĩ lưu không hề bối cảnh sở nhậm chức vị lại là một cái chức quan nhàn tản, này đây của hắn tài hoa cũng không có bao nhiêu người biết mà thôi. Đây là hắn khổ tâm kinh doanh trong đó một quả ám kỳ, gần nhất dung thù đã không có gì tâm tình, như vậy cũng chỉ có thể từ dương sĩ lưu bẩm báo, thực chất thượng, chuyện này cũng là dương sĩ lưu phụ trách. Chủ tử, vừa mới dịp thiếu tướng quân cùng dung đại công tử cùng ly khai. Trầm Đông ở bạch mộ ngôn trước mặt bẩm báo nói, ngữ khí thập phần vi diệu, mà dương sĩ lưu nghe thế dạng râu riêng tin tức sau, vẻ mặt cũng là phi thường vi diệu, phản phất như là nghe được cái gì thật sự tình. Bạch mộ ngôn không có biểu cảm gì, chính là vẫy vẫy tay nhường trầm đông lui ra, tiếp tục cùng dương sĩ lưu dạo ngự hoa viên. Bệ hạ, dung công tử cùng dịp thiếu tướng quân tiến triển hẳn là không sai đi. Đều cùng ly khai. Dương sĩ lưu làm người bác quái, nhìn không được hỏi một câu. Bạch mộ ngôn lại mỉm cười, nói thập phần có thâm ý một đoạn nói, nếu, ngươi phát hiện đã từng héo rũ một đóa hoa nguyên lai cũng không hề khô héo, mà ngươi lại có tân hoang, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Bệ hạ, đây là cảm tình mệnh đề đúng không? Dương sĩ lưu sửng sốt, tự hồ nghĩ tới một sự tình. Đúng vậy, cảm tình mệnh đề. Bạch mộ ngôn thừa nhận bản thân ở dịp huỳnh quy túc lựa chọn chuyện này thượng làm sai rồi, kiếp trước vốn không nên tính kế dịp huỳnh hôn sự, đời này càng hẳn là ở khai đoan thời điểm ngăn cản, như vậy liền sẽ không có thừa hạ sự tình. Nhưng là, ai cũng không có đoán trước đến là, dung thù đã từng thích nữ tử oản oản, một cái sớm đã chết đi nhân, chết đi nhiều năm như vậy nhân cư nhiên còn sống, nhưng lại sống được làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Hắn là biết dung thù là có cỡ nào thích oản oản, lúc trước phi khanh không cưới, càng là ở biết được nàng tử vong sau càng là ý chí tinh thần sa sút tới dịp huỳnh xuất hiện phía trước, lúc trước hắn làm cho hắn nhận nhiệm vụ một phương diện là muốn hắn đi ra bóng ma làm lại từ đầu vả lại chính là thật là thương tiếc diệp huỳnh đương nhiên người trước là lưỡng thế cũng không có thay đổi quá ý tưởng người sau còn lại là hắn trùng sinh sau ý tưởng cho nên tại như vậy mẫn cảm khi điểm lý hắn ở diệp huỳnh trước mặt biểu lộ tâm ý của bản thân hắn cũng không hối hận dung thù là hắn huynh đệ là hắn bạn thân này tự nhiên là sự thật nhưng này cũng không có nghĩa là liền muốn lấy dịp huỳnh hạnh phúc vì hy sinh nói hắn ích kỷ cũng tốt lắc lư không chừng thậm chí là dậu đổ bìm leo cũng thế hắn cũng không hối hận làm như vậy được rồi kỳ thực lớn nhất nguyên nhân là hắn căn bản vô pháp lại đè nén bản thân đã tràn đầy trái tim cảm tình cho nên hắn để cho mình tùy hứng một lần mà bốc đồng đại giới còn lại là dung thù hỉ nộ ái ố truyền đến thường đức phân phó nói nhược nhiên thù đệ tìm đến trẫm lời nói bất cứ lúc nào cần phải thông tri trẫm ra thường đức trong lòng hơi có kinh ngạc nhưng là vẫn là một nguồn đáp ứng xuống dưới rồi sau đó lui ra lúc này sử dương sĩ lưu càng thêm tò mò khả bạch mộ ngôn cũng không tính toán ở trên vấn đề này nhiều làm thảo luận chính là hỏi hắn diệp văn gần nhất động tỉnh hẳn là rất lớn đi là hẳn là đã quy thuận thái hậu gần nhất sở an đến mọi người là thái hậu bên kia kỳ thực không cần diệp văn tận lực đi an bày đổng thư cũng có không ít người ở quốc tử giam bên trong cũng chính là bởi vì như thế cho nên hắn lúc trước mới binh đi nước cờ hiểm đem dịp thắt khi trước mượn sức đi lại như thế cho dù quốc tử giam lại không là hắn cũng có của hắn một mảnh thiên địa như vậy đề thi chuẩn bị lại như thế nào cùng dung công tử thương thảo không sai biệt lắm ít ngày nữa có thể trình lên Ân, bạch mộ ngôn gật gật đầu, nhớ được ở khi tất yếu phóng điểm tiếng gió đi ra ngoài, chúng ta lần này đến võng điều cá lớn. Dương sĩ lưu tự nhiên là nghe minh bạch bạch mộ ngôn ý tứ trong lời nói, trong mắt nhìn không được phát ra sáng rọi, đáp. Là. Vùng núi hai con khoái mã bay nhanh, gió lạnh không ngừng hướng cổ lý chảy ngược, áo choàng lạnh thấu xương, hỏa xuất lợi hại độ công, dây lát lại rời đi. Diệp Huỳnh cuối cùng vẫn là không lay chuyển được dung thù, cùng hắn một chỗ đi một chỗ, đã đi đến nửa đường mới biết được nguyên lai bọn họ muốn đi là dung phủ phía sau núi, một đám lớn gieo trồng đầy anh đào thụ địa phương. Diệp Huỳnh ẩn ẩn biết dung thù muốn dẫn nàng tới nơi này làm gì, trầm trầm mâu tâm không nói chuyện, chính là ở trải qua một chỗ ải pha thời điểm nhìn đến một đoàn nữ quyến ở đạp thanh, trong đó là một cái trang điểm thập phần xinh đẹp thiếu niên. Nàng chính là lườm liếc mắt một cái, liền dời đi ánh mắt, mà dung thù hiện tại căn bản không có tâm tình cùng bọn họ hàng huyên, cho đến bọn họ ở một chỗ dốc cao dừng lại, ngựa lại cũng vô pháp đi lên một cái điểm chỗ xuống ngựa, đi bộ từ điểm cao nhất thời điểm, dung thù mới mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, nơi này là quảng quảng mộ địa. Nga Quảng quảng phía trước thích nhất anh đào, vì tế điện nàng, ta riêng ở phủ sau tích một đám lớn địa phương cho nàng, điều này cũng là của nàng mộ bia. Nói xong, hai người đã dừng bước chân, phía trước trên cỏ sử một khối mộ bia, mặt trên chính viết ngô thê oảng oảng chi mộ. Diệp Huỳnh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nhìn ra được ngươi rất trọng thị nàng. Không có cưới hỏi đàng hoàng lại nói, ngô thê, thật đúng là. Diệp Huỳnh cảm thấy bản thân giống như vô pháp nhận làm như vậy, cho dù là tình chỗ tới. Đã từng đã cho ta vĩnh viễn đi không đi ra, nhưng là có lẽ mọi người hội thay lòng, thả trở nên thật dễ dàng, ở gặp rất cốt thả không chịu cho ngươi khuất phục thời điểm ngươi sẽ tưởng càng thêm nghĩ đến được nàng bất kể là cái gì dung công tử ngươi ở ngươi vong thê phía trước nói như vậy không tốt lắm đâu không ta muốn ở trước mặt nàng nói quảng quảng lúc trước là vì ta mà tử trụy nhai thi cốt vô tồn nơi này chỉ có của nàng mộ chôn quần áo và di vật ta ngay cả của nàng thi thể đều không có tìm được diệp huỳnh lúc này không ra tiếng tiếp tục chờ hắn nói tiếp trong lòng ta luôn luôn đối nàng có thập phần mãnh liệt cảm tình như là say rượu nhân luôn chấp nhất trong mộng xem hoa mấy chuyện này nhưng có một ngày ta bỗng nhiên giải thoát phát hiện kỳ thực cũng không có yêu nàng như vậy không bỏ xuống được nàng dịp huỳnh như cũ không nói gì mà là nhíu nhíu mày luôn cảm thấy nơi nào không quá thỏa nhưng là suy nghĩ quá nhanh căn bản trảo không được cuối cùng dung thù lên tiếng nữa huỳnh ngươi là phủ tâm duyệt bệ hạ không là thập phần nhanh chóng trả lời, thập phần rõ ràng thề thốt phủ nhận. Nhưng Dung Thù nghe được sau càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Chỗ này dốc cao chỉ có bọn họ hai người, có cái gì nói hắn cũng không sợ nói ra, người phủ nhận nhanh như vậy, nhưng là đáy mắt cũng là hiện lên một tia hoảng loạn cùng với nghi hoặc quan, tuy rằng rất nhanh, nhưng ta còn là thấy được. Diệp Huỳnh cười lạnh, chút cũng không bị rình đến tâm lý chột dạ, ngươi nói thế nào liền thế nào đi ta nói không có liền không có. Huỳnh, ngươi cũng là thích lừa mình dối người nhân a. À. Dung thù tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là nói ra đáy lòng mình nói, cho dù bệ hạ tâm duyệt ngươi, cho dù ngươi tâm duyệt hắn, cho dù các ngươi hai người lưỡng tình tâm duyệt, nhưng ta còn là cảm thấy ngươi không cần hãm sâu trong đó. Ngươi có thể không thích ta, có thể về sau cùng ta không hề liên quan, nhưng là, kia chỗ thâm cung thật sự không thích hợp ngươi. Này nói là thật tâm nói. Bạch mộ ngôn là thập phần vĩ đại không có sai, thành phủ cũng rất sâu, càng hiếm có là, ở động thư như vậy tạo áp lực dưới, vẫn là có thể khiên trụ áp lực đem nàng cấp hoàn chỉnh địa bảo xuống dưới, thả còn đem nàng làm tới bên người bản thân. Việc này tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng là làm đứng lên cũng là thập phần không dễ dàng. Bạch mộ ngôn cho tới nay đều sống được thật khổ, hắn là rất rõ ràng. Trâm Anh thế gia tự nhiên là quyền thế lừng lẫy, bên trong tranh đấu cũng không đoạn, Khả Dung Thù là con trai độc nhất, có nhất thân muội muội, gia tộc quan hệ tương đối đơn giản rất nhiều, hơn nữa phụ thân sáng sớm liền đem quyền phóng cho hắn, này đây hắn sống được so tầm thường thế gia đệ tử thoải mái thả hoang thoát. Nhưng mà Bạch Mộ Ngôn cũng không đồng, một đường tới nay của hắn khổ hắn đều xem ở trong mắt, hắn tuy rằng Thủy Chung đứng ở bên người hắn, nhưng là có thể giúp đỡ thời điểm bận rộn thật sự không nhiều lắm. Tiên đế cùng tiên hoàng hậu phu thê tình thâm, cho dù tiên đế hậu cung đẹp ba ngàn, nhưng là âu yếm nhất vẫn là tiên hoàng hậu. Phản phất là không chịu khống chế như vậy, dung thù nói lên đã từng chuyện cũ đến. Tác giả có chuyện muốn nói. Thế tử CP đã lo dinh, ha ha. Thiên. Ta rõ ràng nhớ được ta điều đúng giờ. Ojo, được rồi, hôm nay lại hai càng. Ojo. Chương 95 94. Tâm sự bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 95 94 Tâm sự Bạch Mộ Ngôn vừa sinh ra liền bị phong làm thái tử, hắn sinh ra ngày đó côi hà đầy trời, khi đầy trời đám mây hình thành cửu thiên bàn long hình dạng, phi thường rung động. Vì vậy hắn vừa sinh ra chính là đế mệnh. Tiên đế tự nhiên cũng là đối hắn thập phần sủng ái. Nhưng là, này đó cũng gần là ngoại nhân sở nói biết sự tình, lại không biết trước sau ở sinh ra của hắn thời điểm cửu tử nhất sinh, không chỉ có phát hiện bản thân trúng độc, liền ngay cả Bạch Mộ Ngôn cũng là. Thái y không biết dùng xong bao nhiêu thủ đoạn mới đưa hắn trong cơ thể không biết khi nào trúng độc cấp khống chế được, mà trước sau vì cứu hắn, cũng không tiếc lấy thân phạm hiểm, thử ăn các loại phương thuốc, cho đến cuối cùng, bởi vì thể nhược, mà ở hắn 10 tuổi thời điểm chết đi, lại cũng vô pháp che chở cho hắn. Bạch Mộ Ngôn đã là thân là thái tử, Thể chất lại như vậy nhược, từ nhỏ đến lớn gặp được các loại thủ đoạn minh sát ám sát có thể nói là sổ chi vô cùng. Năm tuổi năm ấy đúng phùng hắn bệnh phát, quanh mình không người chiếu kháng, bị người đẩy tiếng trong hồ, kém chút chết đuối. Năm ấy là mùa đông, chạm vào vừa chạm vào nước lạnh đều sẽ cứng ngắt cái loại này, hắn hôn mê đầy đủ 10 ngày, mới tỉnh lại, từ đây thân thể càng thêm suy yếu. Lại sau này, độc phát càng ngày càng thường xuyên, vì sống sót hắn cũng đi lên lấy thân thử độc đường xưa, lấy đến đây áp chế trong cơ thể độc tố, không hướng địch quân cúi đầu chẳng sợ nửa phần. Ta đã từng không cẩn thận gặp được hắn độc phát thời điểm bộ dáng, rõ ràng như vậy tuấn tú tràn ngập tinh thần phấn chấn một người lại cho trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hai mắt sung huyết, muốn lưu lại cuối cùng một tia lý trí cũng là vô pháp. Sau này hắn nói với ta, nếu ta người trong lòng nhìn đến ta như vậy bộ dáng, ngươi cảm thấy nàng hội thế nào tưởng? khẳng định là sợ hãi lập tức tránh ra, không bao giờ nữa tưởng nhìn đến ta thôi. Lúc đó ta không nói gì nghẹn ngào, thân là của hắn huynh đệ của hắn bạn thân, vô pháp an ủi hắn nửa câu, bởi vì bản thân cũng thực rõ rành rành bị hắn dọa ngã. Khả hắn sau này cùng ta nói, nhưng là không quan trọng, ta mới không có dễ dàng như vậy thích người khác đâu. Trước sau cả đời thờ phụng cả đời một đời một đôi nhân, tiên hoàng không có làm được, làm cho hắn mẫu hậu tiếc nuối cả đời, mà hắn đã từng cùng ta nói rồi Mẫu hậu tâm nguyện phụ hoàng Không có thể thay nàng hoàn thành Thân là con trai Liền thay nàng hoàn thành đi Ta nguyên tưởng rằng hắn có thể tuân thủ lời thề Nhưng là ở hắn đăng cơ ngày nào đó Vì đối phó đổng thư Hắn vẫn là nạp sở hữu Có thể nạp phi tử hơn nữa Nói tới đây dung thù dừng một chút Nhìn về phía Diệp Huỳnh Tàng thục phi mang thai Ngươi là biết đến đi Nhân tâm luôn hội biến A dung thù suy nghĩ biểu đạt là này. Bạch mộ ngôn cả đời nhấp nhô, bất kể là kiếp trước vẫn là sống lại một đời kiếp này, ở của hắn năm tháng dấu vết bên trong, thủy nhưng vẫn còn có này đó vết sẹo, mà dung thù chính là nói này trong đó nhất tiểu bộ phận, còn thừa rất nhiều nội dung Diệp Huỳnh kỳ thực đã theo của nàng sư phụ trong miệng biết được. Của nàng sư phụ nói đến là một cái tư tưởng cổ quái lại mới mẻ độc đáo nhân, lúc đó hắn nắm giữ đại giả các nơi tin tức. Tự nhiên trong hoàng cung tin tức cũng sẽ không bỏ qua. Năm ấy nàng vừa mới đến bên người hắn, kỳ thực cái gì đều không biết, sư phụ thật cà lơ phất phơ, đối nàng tuy rằng cũng tốt lắm, nhưng là rất ít nói cho nàng việc. Chỉ có một thiếu niên sự tình hắn là thường thường nói cho của nàng. Nói là nói cho điều này cũng không hoàn toàn chính xác, bình thường đều là đem chiếm được mật tính ném cho nàng xem làm cho nàng biết cách xa ở mấy ngàn lý sau đại giả hoàng cung có một kêu bạch mộ ngôn nhân tồn tại. Tự nhiên là không rõ sư phụ hành động này ý gì, nhưng là mỗi tháng một phong mật tính làm cho nàng nắm giữ của hắn bộ phận tin tức, năm ấy hắn 17, gặp đại nạn, bị người hãm hại, giam cầm dài minh trong cung dài đến năm nguyệt, trong triều thế cục nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ai biết hắn cuối cùng vận mệnh lại như thế nào. Tuy rằng cuối cùng biết hắn bình an vô sự xuất ra, nhưng là nàng biết chuyện này tất nhiên cải biến nhân sinh của hắn cùng tính cách quả nhiên sau này hắn thật sự phi thường lãnh khóc vô tình tuy rằng hiện tại hắn cùng nàng ở chung nhìn không ra hắn nơi nào thủ đoạn huyết tinh hoặc là không nể mặt nhưng mà một người cũng không chỉ hắn bày biện ra đến một mặt ai biết hắn hao hết tâm tư trù tính sau lưng hy sinh bao nhiêu nhân đây là chỗ cao không thắng hàng đáng sợ người cô đơn người bên gối cũng không thể tin Diệp Huỳnh một cái chớp mắt cảm thấy, Bạch Mộ Ngôn có được ba 000 mỹ nữ kỳ thực cũng là đương nhiên, hắn thật sự là rất cô độc. Nhưng mà, này cũng không có nghĩa là này giữa phải có nàng một cái. Nàng thừa nhận nàng là động tâm, nhưng này có năng lực thế nào? Nàng tin tưởng chính nàng có thể khắc chế được. Thậm chí nói là không chút do dự chặt đứt tình ti. Của nàng sống lâu không lâu, tư tình nhi nữ liền tính được đến thì đã có sao? chẳng qua là tham nhất thời thao thiết, thực cốt nghiện mà thôi. Nàng cũng không muốn hóa thành mảnh thú. Dung thù, của ta sống lâu kỳ thực đã không có vài năm. Diệp Huỳnh cười cười, cũng không có bao nhiêu bi ai sắc. Người hôm nay nói với ta này đó cũng chỉ là không nghĩ ta tiếp tục thâm rơi vào, nhưng là giống ta loại này ngay cả tương lai đều không có nhân, có năng lực xa cầu nhất chút gì đó. Theo ngay từ đầu ta liền cự tuyệt ngươi, bởi vì ta nhìn ra ngươi đều không phải là thật tâm, thậm chí nói là có điểm hèn mọn con người của ta, cho nên ta cũng không để ý đến ngươi, cho ngươi biết khó mà lui. Nhưng là đến hiện tại, thế nào giống như liền hoàn toàn ngược lại. Ngươi là người thông minh, ngươi có bản thân khát vọng cùng nhân sinh, cần gì phải bị trước mắt một góc cấp vây khốn, che mờ hai mắt. Bầu trời thật lam, khả ngươi nhìn không thấy lời nói liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi hôm nay khuyên bảo. Ta chưa từng có trầm luân." Diệp Huỳnh dứt lời, không có lại nhìn hắn, mà là lập tức xoay người rời đi, hướng phóng ngựa địa phương đi đến. Dung Thù ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cảm thấy bản thân hình như là trước bị một cái lôi cấp bổ một chút, sau đó ở hắn ma túy không chịu nổi thời điểm lại bị một gáo nước lạnh rót cái thấu tâm mát, cuối mùa thu gió thổi cho hắn đều phải ý nghĩ hỗn độn, trong đầu chỉ còn lại có ta sống lâu không lâu, này vài còn có trước mắt nàng vũ phát cô thanh không thể đụng chạm bóng lưng. Nguyên lai nàng không phải không yêu, mà là yêu mà không thể. Bạch mộ ngôn, ngươi lại có thể không biết. Diệp Huỳnh đi đến bọn họ phóng ngựa địa phương, lại phát hiện bản thân Nguyệt Trác không thấy, trong lòng nghi hoặc, nhìn chung quanh bốn phía, nghe thấy có một nhóm lớn nữ tử ở hoảng sợ kêu, công tử công tử ngài xuống dưới cũng không nên quăng ngã thân mình a. À. Mau! Nhanh đi tìm thiếu chủ hỗ trợ tiểu công tử đều nhanh bị thương. Ai nha nha, của ta tiểu tổ tông, ngài sẽ không cần lại làm ầm ý. Lo lắng thanh âm khởi này bị phục, Diệp Huỳnh lướt mắt đảo qua, rốt cục nhìn đến cách đó không xa có nhất thiếu niên trang điểm nữ tử cưỡi ở nguyệt trắc trên người, xem của nàng bộ dáng thật là mau muốn rơi xuống. Âm thầm đau đầu, nguyệt trắc là của nàng tọa kỵ trung tối kiệt ngạo bất tuân một thất, có thể phục tùng nó nhân đến nay chỉ có nàng. Liền cái kia thiếu nữ tiểu thân thể như thế nghĩ, mũi chân kinh lược, phi thân ngồi vào thân thể của nàng sau, thiếu nữ vốn ngay tại kinh hoảng bên trong, hiện tại đột nhiên lại nhiều hơn một người tọa sau lưng nàng, lập tức kinh hoảng kêu to, a a a a, -a ngươi là ai a? Câm miệng. Diệp Huỳnh một tay khống cương, mu bàn tay tự nhiên mà vậy là muốn phúc ở thiếu nữ trên mu bàn tay, thiếu nữ tự hồ cảm thấy không khỏe, muốn giải dụa, Diệp Huỳnh nhíu nhíu mày, phi thường không kiên nhẫn, đừng nhúc nhích, thiếu nữ tự hồ cảm nhận được của nàng uy hiếp, thật sự không dám lại từ chối, thành thành thật thật thẳng thắn thắt lưng tùy ý Diệp Huỳnh bài bố. Nguyệt Trác, dừng lại, ta ở. Diệp Huỳnh khống mã phương pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là trực tiếp kêu ngừng Nguyệt Trác, nó theo nàng lâu như vậy, tự nhiên là biết của nàng tồn tại. Này đây bỗng chốc liền ngừng lại, tại chỗ đánh chân. Diệp Huỳnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người xuống ngựa, lại đối thiếu nữ nói xuống dưới. Thiếu nữ thấy được nàng như vậy mặt không biểu cảm, có tâm khó xử nàng, ta sợ cao. A, à, không dưới tới là đi. Diệp Huỳnh thật không có độ ấm cười cười, Nguyệt Trác, chạy. Anh, Nguyệt Trác tự nhiên là nghe hiểu được Diệp Huỳnh lời nói, móng trước cùng nhau liền muốn xuất phát chạy. A a a a a, ta không dám, ta đây đã đi xuống đến. Rồi sau đó, thập phần ngốc xuống ngựa. Dung thù tới rồi thời điểm nhìn đến chính là nhà mình muội tử tóc tán loạn đứng ở Diệp Huỳnh trước mặt một bộ nàng dâu nhỏ bộ dáng. Sao lại thế này? Hạnh nhi, ngươi lại gặp rắc rối. Ta mới không có. Là của nàng thối mã khi dễ ta hại ta kém chút bị thương tốt sao? Còn nói dối. Dung thù đối mặt so với chính mình thiếu mấy tuổi này muội tử, thật là thập phần đau đầu. Dung thù có một so với hắn tiểu sáu tuổi muội muội, tên là Dung Hạnh, bởi vì từ nhỏ thể nhược, bị người trong nhà làm nam hài nhi cung cấp nuôi dưỡng, mãi cho đến hôm nay, trưởng thành nhị tám năm hoa cô nương, vẫn cứ mỗi ngày mặc công tử quần áo, ở dung trong phủ không biết sợ. Không, gần nhất còn không chỉ ở dung trong phủ không biết sợ, tiểu cô nương trưởng thành, hiểu được bên ngoài hoa hoa thế giới hảo, thường xuyên vụn trộn ra ngoài, trở thành phồn hoa thượng kinh. Hôm nay lại không biết đến đây cái gì tâm huyết, tự nhiên mang theo một loại tôi tớ tới nơi này đạp thanh nắm hoa hoa kỳ thực điêu linh không sai biệt lắm cũng không phải anh đào mở ra thời gian cho nên diệp huỳnh mới dám đi lại lại không ngờ rằng bản thân mã chọc tới vị này tiểu tổ tông dựa theo của nàng tính cách là hoàn toàn không cần để ý tới nàng mới là cũng không quản dung thù giáo dục nhà mình mùi tử khiên tốt bản thân mã cùng hắn đánh cái tiếp đón liền muốn lên ngựa rời đi nàng gần nhất khả vội vàng đâu kiểu mới binh khí chế tạo cùng thần phong quân hoán huyết sự tình còn không có hoàn toàn hoàn thành đương nhiên là phải xem nhanh một chút hơn nữa tiêu phong bằng chứng bệnh cũng đến trị liệu kết thúc hắn mẫu thân bệnh điều dưỡng cũng là không sai là thời điểm cùng hắn lại bàn lại bởi vì nàng nhớ tới bạch mộ ngôn giống như không thôi một lần đối tiêu phong bằng khả nghi tâm bảo hiểm khởi kiến vẫn là lại cùng tiêu phong bằng ngã bài một lần tuyệt vời nhưng mà cố tình có người ý định không nhường nàng rời đi dung hạnh đã thập phần không kiên nhẫn nhà mình ca ca nhưng là lại không dám ngỗ nghịch bản thân ca ca chỉ nắm chặt dịp huỳnh dây cương quật cổ ta muốn nàng hướng ta xin lỗi dịp huỳnh kéo kéo môi nhìn về phía dung thù ánh mắt có chứa thấm nhân lương ý nhìn xem dung thù một trận da đầu rung lên hắn đối nàng xử cái ánh mắt sơ ý là không cần cho ta mặt mũi nên thế nào làm liền thế nào làm đi này chính hợp dịp huỳnh ý tác giả có chuyện muốn nói xem như đem bệ hạ thân thế đều viết ra. Ta nhất định phải điều bình tĩnh khi. Gần nhất đang nhìn tân bản không người còn sống tiểu thuyết, đối người ngoại quốc tên quả nhiên không có cách, trước chuyển chiến các lượng bắt diên đi. Chương 96 95 Lệnh bài Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 96 95, lệnh bài đối với như vậy không biết trời cao đất rộng đại tiểu thư Diệp Huỳnh tự nhiên là thủ đoạn chấn động, đánh văng ra dung hạnh kéo lấy dây cương thủ rồi sau đó lại lưu lát xoay người lên ngựa nghênh ngang mà đi đồng thời văn lên dung hạnh một mặt thảo tiết a à, ta phi nơi nào đến thô lỗ phụ nữ như vậy không có nhà giáo hạnh nhi nàng là diệp huỳnh một ngày trước ngươi còn cực độ sùng bái nhân dung thù ở bên cạnh bổ một đao dung hạnh một cái chớp mắt sau a a a a a thối ca ca Ngươi vừa mới thế nào không nói với ta Nhân Tây mát trọng trấn quân tình báo nguy Cũng không có bao nhiêu cấp dịp nguyệt lưu lại bao nhiêu giao tiếp công tác thời gian Chưởng quản toàn bộ Hoàng cung cấm vệ cộng thêm kinh thành mấy trọng yếu hàng xóm an toàn Dịp nguyệt chức trách kỳ thực vẫn là trọng yếu nhất Nhưng là nói là chưởng quản toàn bộ Hoàng cung cấm vệ Kỳ thực cũng có mấy cái tư binh mã là bị động thư khống chế được Dù sao Hoàng cung khối này thịt béo không có khả năng từ bạch mộ ngôn độc hưởng tuy rằng đổng thư rất muốn đem toàn bộ hoàng cung đều khống chế đứng lên nhưng là lấy dịp gia cường ngạnh thủ đoạn căn bản vô pháp đạt được lúc này đây ở nàng biết được bạch mộ ngôn sau khi quyết định cũng không nói thêm gì mà là hướng bạch mộ ngôn đưa ra yêu cầu phật đàn muốn nhiều kiến hai tầng thất tầng phía trên lại thêm hai tầng chín tầng đối này bạch mộ ngôn một ngụm đáp ứng muốn cùng thiên so cao hy vọng ngươi có nhìn đến ngày nào đó cơ hội đi Năm ngày sau, Diệp phủ trước cửa, một số lớn gia quyến đứng ở cửa khẩu vì Diệp Nguyệt tiễn đưa. Diệp Huỳnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, Diệp Huỳnh còn thân hơn tự cưỡi ngựa một đường đưa bản thân ca ca ra khỏi thành, dọc theo đường đi tuy rằng không nói gì thêm nói, hơn nữa biểu cảm phi thường nghiêm túc, nhưng là Diệp Nguyệt vẫn là có thể cảm giác được nhà mình muội muội săn sóc cùng quan tâm. Rốt cục, nhanh đến ra khỏi thành địa phương, Diệp Nguyệt giảm bớt mã tốc, quay đầu nói với Diệp Huỳnh. Tốt lắm tiểu muội, đưa cũng đủ xa. Thời tiết lạnh, ngươi trở về đi. Diệp Huỳnh cũng lặt ghiềm ngựa, như cũ không có biểu cảm gì, nghĩ nghĩ mới mở miệng, nếu ở tây mát bên kia thực gặp được ngươi vô pháp giải quyết sự tình, có thể điều khiển một phần thần phong quân đến hỗ trợ, đây là lệnh bài. Dừng một chút, từ trong lòng lấy ra một quả khéo léo lệnh bài cấp Diệp Nguyệt, đây là bệ hạ đặc chuẩn, thu hảo đừng làm cho bất luận kẻ nào biết. Lần này hồi kinh Diệp Huỳnh là mang theo ngũ vạn thần phong quân hồi kinh, thần phong quân cùng sở hữu 10 vạn, còn có ngũ vạn ở biên cảnh địa phương thủ, tây Mát thuộc loại biên cảnh địa khu, tuy rằng không là thần phong quân quản hạt phạm vi, nhưng cách cũng không phải rất xa, nếu Diệp Nguyệt thật sự gặp được mổ ta vô pháp giải quyết khẩn cấp tình huống, vừa mới lệnh bài có thể cứu hắn một mạng, điều này cũng là bạch mộ ngôn chủ động cùng nàng thương lượng cho của hắn đặc quyền. Diệp Nguyệt xem kia mai khéo léo đàn một lệnh bài mâu quan khẽ nhúc nhích, ngồi yên vừa thu lại quân lệnh bài nhận lấy bên người tàn hảo, tiểu muội cảm ơn ngươi. Cũng thay ta cảm ơn bệ hạ. Ân. Diệp Huỳnh gật gật đầu, cũng không càng nhiều hơn nói muốn nói với hắn, chỉ thay đổi đầu ngựa, hướng hắn phất phất tay, liền dục ngựa ly khai. Không hiểu, làm cho người ta cảm thấy một cổ thương cảm. Diệp Nguyệt tự nhiên là biết Diệp Huỳnh như vậy, vô tình hành động là bởi vì sao? Đó là bởi vì không có cáo biệt vậy ý nghĩa còn có thể nhìn thấy mặt. Sa Trường Hung ác, rất nhiều thời điểm tiền một khắc nói lời từ biệt nhân ngay sau đó sẽ chết, cùng với như thế, còn không bằng không ngờ đừng, khi còn có cơ hội gặp mặt đâu. Cho nên của hắn tiểu muội, cùng bản thân đồng dạng tuổi cơ hồ đồng thời sinh ra tiểu muội là đã trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt tài năng như vậy phong đạm vân khinh rời đi. Diệp Nguyệt không đồng ý tiếp tục suy nghĩ, chỉ thay đổi đầu ngựa, cũng huy tiên xuất phát. Diệp Huỳnh trở lại hoàng cung thời điểm đã là buổi trưa, vì đưa Diệp Nguyệt ngọ thiện bỏ lỡ, cũng không tính toán đi ăn một chút, hôm nay coi như là nàng tiếp nhận Diệp Nguyệt công tác ngày đầu tiên, tự nhiên là muốn hảo hảo thích ứng, Chu Đáo. Thiếu thống lĩnh, ngươi khả cuối cùng đã trở lại, Diệp đại thống lĩnh hôm nay buổi sáng còn thuận lợi đi. Phủ một chút mã, liền có nhân đón đi lên vẻ mặt thân mật tươi cười. Diệp Huỳnh nhận được người này là Diệp Nguyệt thủ hạ phó thống lĩnh, tên là Tần Trạch, trong ngày thường cùng Diệp Nguyệt quan hệ thập phần chi hảo, là một cái tin được nhân. Đối hắn gật gật đầu, cùng hắn sóng vai mà đi, thượng tính thuận lợi. Tự hồ không muốn nhiều lời, chỉ hỏi nói. Này điểm đã thay quân thôi. Đúng vậy, điểm này thiếu thống lĩnh không cần thiết lo lắng. Hảo. Diệp Huỳnh gật gật đầu, vốn định tự mình đi kiểm tra một chút, dù sao cũng là tân quan tiền nhiệm, tuy rằng là dịp nguyệt muội muội, nhưng là hoàng cung đại nội không thể so bên ngoài, cặn bã chuyện này phỏng chừng nhiều đến thật. Nhưng mà, dù sao cũng là như vậy rất lạnh thiên, giữa trưa không cần dùng thiện, mật viên cho nàng dược vừa đúng thiếu mang theo một lọ, này đây không đi ra vài bước nàng liền cảm thấy đùi bản thân bụng có điểm rung lên, tuy rằng có thể trước mặt người khác dường như không có việc gì, nhưng tóm lại là đau đớn nàng nhịn nhẫn mồ hôi lạnh ra hết thảy lưng cũng không tự biết cho đến thường nhạc tiến đến tìm nàng nói bệ hạ muốn gặp nàng mới làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi về phần vì sao thở dài nhẹ nhõm một hơi diệp huỳnh ở nghĩ tới cái này vấn đề thời điểm cũng rõ ràng kinh ngạc kinh ngạc coi nàng như bây giờ trạng thái đối mặt bạch mộ ngôn áp lực không là lớn hơn nữa sao tuy rằng hắn đối bản thân đã không có du quy hành động nhưng là ai Diệp Huỳnh âm thầm đau đầu, đã có điểm nhi không nghĩ lại hồi tưởng. Nàng chậm rãi mà đến, từng bước một đi được cực ổn, nhưng là thật chậm. Bạch mộ ngôn lần này là ở tàng thư các lý triệu kiến nàng, tàng thư các cùng sở hữu tầng 5, hắn đứng ở tầng thứ ba phía trước cửa sổ, bất động thanh sắc đứng, sắc mặt tuyết trắng, mặt mày cao kỳ, kỳ, như viễn sơn chi sĩ, không có lây dính gì thế tục hơi thở, nhưng là kia ánh mắt lý ẩn ẩn lưu động tình ý lại là như vậy thế tục mà đè nén. Thiên địa trong lúc đó phản phất thật sự chỉ dư kia mặt hướng hắn kiên định đi tới bóng hình xinh đẹp, bộ pháp trầm mà không di động. Hôm nay lập đông. Thượng Kinh đã tiến vào đầu mùa đông, như thế khắc nên đón trận đầu tuyết. Tuyết hạ cũng không lớn, lã tả theo thiên thượng rơi xuống, dừng ở nhân trên vai, trầm cài tóc thượng dây lát lướt qua, cũng là mơ hồ nhân mặt mày, cùng biểu cảm. Diệp Huỳnh hậu tri hậu giác, ngẩng đầu lên xem tuyết, ánh mắt có điểm độn, tựa như vừa tỉnh ngủ hài đồng, vu quy gia khi lạc đường, không biết làm sao. Bạch mộ ngôn trong lòng thở dài, không hiểu có điểm đau lòng, nhưng cũng có chút nhi sung sướng, sung sướng là vì cực nhỏ thấy nàng lộ ra như vậy như tầm thường thiếu nữ giống nhau biểu cảm, mang theo điểm tiểu mê mang, không hề đề phòng. Đau lòng còn lại là không có nguyên do, như vậy tình cảnh chính là làm cho người ta nhìn đau lòng không biết là xuất phát từ thế nào tâm lý hắn đột nhiên không nghĩ đứng ở bên cửa sổ xem xét của nàng dung mạo tàn thư các kiến hẻo lánh thả tàn kỳ thực cũng không phải trọng yếu bộ sách này đây hiếm có vết chân này vừa đúng cho bạch mộ ngôn cơ hội làm chuyện xấu cơ hội phàn cửa sổ mượn lực theo tàn thư các tầng thứ ba nhanh nhẹn tới lạc tới dịp huỳnh phía trước nhìn đến nàng thoáng tan rã ánh mắt hơi hơi khai hạp môi dưới rơi xuống một mảnh tuyết hồng lý thấu bạch tựa như đạp tuyết tìm mai hiệu quả như nhau chi diệu ma xui quỷ khiến hắn nhẹ nhàng nâng khởi của nàng cầm dưới vương đầu lưỡi liếm rớt nàng môi dưới không kịp hòa tan tuyết bệ hạ tiếp xúc diện tích tuy rằng không lớn hơn nửa bạch mộ ngôn cũng là thấy đỡ thì thôi như vậy nhất xúc vừa thu lại tốc độ kỳ thực là cực nhanh hắn thậm chí còn tại đồng trong lúc nhất thời buông ra bản thân nâng lên nàng cầm dưới thủ chính là đứng ở nàng phía trước, phản phất chờ đợi đã lâu, sự tình gì đều không có làm qua. Vì thế, hai chân đau đến có điểm khó chịu, Diệp Huỳnh giờ này khắc này cũng có chút nghi hỗn độn không rõ. Ân. Ừ. Bạch Mộ Ngôn khẽ cười cười, vốn là thập phần sung sướng, nhưng là nhất nhìn đến nàng hơi có run run thủ, lại đưa tay sờ đùi nàng, liền biết không thích hợp, không thoải mái. Không có. Diệp Huỳnh lui về sau hai bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách ở trước mặt ta không cần cậy mạnh. Bạch Mộ Ngôn liếc nàng một cái, cũng không bất kể nàng có đồng ý hay không, cư nhiên loan xoay người một phen ôm lấy nàng, ôm tư thế vẫn là cái loại này thập phần thân mật tư thái, nam tử cường tráng cánh tay phải dán tại đùi nàng qua chỗ, một tay kia còn lại là gắt gao ôm vai nàng, không nhường nàng nhúc nhích. Diệp Huỳnh ở thanh tỉnh thời điểm làm sao nhớ được bản thân bị người như vậy làm nữ tử thông thường đối đãi quá muốn giải dụa cũng là chạm được bạch mộ ngôn cảnh cáo ánh mắt, chỉ có thể tiết khí, tự cho là hiểu chi lấy lý, mộ công tử, nơi này là hoàng cung. Ngụ ý, tức có phải không phải hoàng cung có thể bộ dạng này sao? Bạch mộ ngôn cười hỏi. Không là, ngươi có biết của ta ý tứ? Diệp Huỳnh xoay qua đầu, cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, làm sao lại quán thượng như vậy một vị? Một vị cửu ngũ trí tôn đâu? Ta biết ngươi ý tứ. Bạch mộ ngôn tới gần nàng nghỉ sườn thấp giọng nói. Diệp Huỳnh thật sự là cảm thấy động tác như vậy như vậy thần thái như vậy ngữ khí quá mức ái muội Ở trên loại sự tình này nàng thừa nhận bản thân da mặt mỏng. Hơn nữa đã sớm hạ quyết tâm muốn cùng hắn xả thanh quan hệ. Nhưng là vì sao hiện tại là càng xả càng không rõ chứ. Nàng dãy dụa liền muốn xuống dưới. Miệng cũng thỉnh cầu nói. Bệ. Mộ công tử vẫn là làm cho ta xuống dưới đi. Ta có thể đi có thể khiêu bạch mộ ngôn cũng không để ý nàng tiếp tục ở nàng bên tai nói ta biết ngươi ý tứ nhưng là biết là một chuyện thế nào đi hành động lại là khác một hồi sự tình chỗ tới nếu như có thể khống chế bản thân ý chí lời nói kia thật sự không gọi thích cũng không phải là muốn trêu chọc nàng chính là tưởng nhiều cho nàng một chút ấm áp cùng quan tâm kiếp trước không có làm được xem nhẹ đời này hắn tưởng nhất nhất bổ trở về có lẽ một phần ba là xuất phát từ bù lại, thừa lại liền thật là xuất phát từ chân tâm. Hắn có thể không bắt buộc của nàng đáp lại, nhưng là không thể nhẫn nhịn chịu nàng không tiếp thụ bản thân quan tâm, hoặc là đối bản thân xa cách. Vì vậy hắn vẫn là lựa chọn du quy, ở mờ mịt thiên địa trong lúc đó ôm chặt nàng một người. Nàng là hắn trong tay bảo, trong lòng châu. Diệp Huỳnh nghe hắn như vậy vừa nói toàn thân tự hồ cương một chút, nàng không lại từ chối, tùy ý bạch mộ ngôn đem nàng ôm vào tàn thư cát, vốn tưởng rằng đến buồn trong hắn sẽ thả hạ bản thân, nhưng mà còn bỗng chốc đem nàng ôm đến lầu ba vừa mới hắn xem xét cảnh tuyết địa phương. Tác giả có chuyện muốn nói. Khụ khụ, chương này lượt ngọt, bình an đêm vui vẻ nha ha ha. Mặt khác, cùng cách vách ngày càng hiện ngôn giống nhau, đều sửa vì buổi tối 6 điểm đổi mới, tránh đi 8 điểm đương cao phong kỳ đi. Ta sẽ hảo hảo kết thúc chương 97. 96, đầu thực. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 97. 96, đầu thực cái kia hoa cúc lê một cửa sổ vị trí, có thể nhìn đến tây bắc thiên mặt hoàng cung cảnh sắc sang sát nối tiếp nhau cung lâu đống cát, trắng như tuyết tuyết trắng phúc ở này thường, tẩy tẩn duyên hoa. Như vậy giá lạnh thời tiết trong lâu sớm dâng lên long bạch mộ ngôn đem cửa sổ che giấu, lại sai người bưng tới nước ấm, tự mình cho nàng sát thủ diệp huỳnh thật sự là không thói quen bạch mộ ngôn đối nàng tốt như vậy lần trước vô pháp ngăn cản quên đi nhưng lần này thật sự không thể càng hãm càng sâu nàng ngừng của hắn động tác một phen đoạt qua trong tay hắn khăn nóng bản thân sát đứng lên bạch mộ ngôn buồn cười xem nàng cũng không nói thêm gì mà là bán ngồi xuống dưới cách một tầng vật liệu may mặc thay nàng nhu khởi đầu gối đến diệp huỳnh lại cứng đờ hai chân cũng sau này rụt một chút bạch mộ ngôn tựa hồ biết nàng muốn làm cái gì trên tay hơi hơi dùng sức bắt của nàng đầu gối không nhường nàng nhúc nhích đừng cậy mạnh mộ công tử ngươi có phải không phải đã biết nhất chút gì đó dịp huỳnh phản kháng không có kết quả chỉ có hết hy vọng mật viên cùng ta nói rồi hai câu bệnh của ngươi chứng ngày lạnh như vậy ăn mặc cũng quá thiếu điểm nhi bạch mộ ngôn ngước mắt xem nàng rõ ràng vị trí so nàng ải khả ánh mắt lợi hại như điện, mang theo không đồng ý cho nên hiện tại mặc quần áo cũng muốn quản quan tâm sao. Diệp Huỳnh trong lòng vừa động, nổi lên một tia không phải hẳn là có ngọt ngào, nhưng là đồng thời lại rất bất đắc dĩ. Ta có nội lực, không sợ lãnh. Khi cũng không được. Bạch mộ ngôn trảm đinh tiệt thiết, thay nàng xoa nhẹ một lát cảm thấy nàng ấm áp đứng lên sau mới đứng dậy đến một chỗ ngăn tủ tiền mang tới một bộ lông lạc đà cái bao đầu gối, cái bao đầu gối thiết kế thập phần tinh xảo, bạc mà gặp may, lông xù, hoặc nhìn khiến cho nhân cảm thấy ấm áp. Bình thường đội, giữ ấm. Nói xong còn lo lắng, lại ngồi xổm xuống tự mình vì nàng đội. Diệp Huỳnh Phi thường không thói quen hắn như vậy thư tôn hàng là cao quý bản thân làm sự, vài lần tam phiên muốn nói lại thôi. Như vậy do do dự dự giống như phiền não bộ dáng nhi dừng ở bạch mộ ngôn trong mắt lại đều có một phen phong tình, không lại là cao không thể phàn cao lĩnh chi hoa mà là diễm như ba tháng mùa xuân anh đào nhẹ nhàng mãn kiên bỗng nhiên nhớ tới hắn đối nàng trừng phạt không biết là có phải có thực hiện thay nàng mang hảo cái bao đầu gối sau đứng lên trên cao nhìn xuống xem nàng một mặt bí hiểm diệp huỳnh bị hắn nhìn xem không hiểu ra sao cũng muốn hỏi hắn nhưng là trên tay hắn động tác lại nhanh hơn nàng một bước một phen rút nàng trên tóc thanh trâm chảy xuống một tay tóc đen bệ hạ Diệp Huỳnh thật không ngờ bạch mộ ngôn giống như này đùa dai một mặt, cố lấy mặt nhìn về phía hắn. Lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái bản thân cũng không tự biết. Ta là ở kiểm tra lần trước, trừng phạt, kết quả. Bạch mộ ngôn nâng lên nàng một luồng sợi tóc so đo, phát hiện dài quá không ít, biết nàng thực hiện lời hứa, cũng không có tiễn điệu, thế này mới vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhường dịp huỳnh dở khóc dở cười. Vậy ngươi khả vừa lòng về sau không của ta cho phép không được tùy tiện tiễn điệu. Bạch mộ ngôn gật gật đầu, cuối cùng, lại hơn nửa một câu. Này là tóc của ta, ngươi như vậy yêu cầu đuối lý đi. Bạch mộ ngôn lần này cũng là lường nàng liếc mắt một cái, bên môi dắt một chút cười, lại là không nói gì. Diệp Huỳnh cố tình xem minh bạch hắn trong mắt ý tứ, hắn rõ ràng đang nói. Ngươi là của ta, chẳng lẽ tóc của ngươi sẽ không là? có thể xem minh bạch như vậy ánh mắt thật sự là rất khủng bố nàng có điểm không chịu nổi cũng may bạch mộ ngôn không có lại tiếp tục đi xuống mà là ngón tay linh hoạt cho nàng sơ cái đơn giản búi tóc sau đó lại lôi kéo nàng đến bên bàn bãi bát đũa dùng bữa mộ công tử ngươi giữa trưa chưa ăn ăn qua cùng ngươi dứt lời lại tự mình cho nàng thịnh canh từ đầu đến cuối thập phần săn sóc Diệp Huỳnh bỗng nhiên xem không rõ hắn này cả người, hay hoặc là nói từ đầu đến cuối giống như đều không hiểu được quá, vì sao hắn muốn như vậy ôm nhu cùng săn sóc. Hắn như vậy là phạm quy A. À. Uống trước canh đi. Sườn mâu chạm được Diệp Huỳnh không hiểu cảm khái ánh mắt, hắn bất động thanh sắc đem canh đổ lên trước mặt nàng, chờ nàng chủ động đem lên tiếng xuất ra. Bệ hạ, ngài có phải không phải cũng không tín nhiệm thần phong quân, cho nên muốn. Làm như vậy ta muốn làm như thế nào? Bạch mộ ngôn buồn cười nhìn về phía nàng, đem nàng chưa xong nói cho hết lời, không tiếc hy sinh sắc tướng đều phải đem ngươi nhét vào kỳ hạ. Diệp Huỳnh A, có đôi khi ta thật muốn đem của ta tâm quan xuất ra cho ngươi xem xem, cho ngươi đối ta yên tâm cùng tín nhiệm. Hào không ngoài ý muốn nhìn đến nàng trầm tư biểu cảm, cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là nắm chặt tay nàng lại làm ra hứa hẹn, ta không cần thiết ngươi hy sinh hoặc trả giá cái gì, cũng không phải muốn bẻ gãy của ngươi cánh chim đem ngươi bỏ vào hậu cung, ta liền chính là tâm duyệt ngươi, muốn đối ngươi tốt. Bạch Mộ Ngôn nói này đó đương nhiên là ở hậu cung quét sạch phía trước, hắn sẽ không đem nàng bỏ vào đi, này quả thực là bẩn của nàng mắt. Vì sao? Diệp Huỳnh tối rối rắm điểm chính là ở trong này. Tâm động chính là tâm động, còn có cái gì vì sao? Nhưng là ta không nghĩ nhận ngươi loại này tâm động, ta vốn sẽ không nghĩ tới muốn đón dâu liền tính nghĩ tới. Nàng dừng dừng, cuối cùng chống lại của hắn mâu, gần từng tiếng đánh nát giữa bọn họ biểu lộ ấm áp ái muội, cũng sẽ không cân nhắc ngươi. "Ân, ta biết." Thình lình bất ngờ, Diệp Huỳnh cho rằng hắn sẽ tức giận, bởi vì dù sao cũng là rất đau đớn lòng tự trọng, mà nàng cũng làm tốt lắm nhận đến trừng phạt chuẩn bị, còn là thấy hắn một mặt tươi cười chút không có sinh khí bộ dáng nhi, không khỏi tưởng, vừa mới có phải không phải nàng chưa nói rõ sợ a? À ta nghe được thật minh bạch, ngươi không cần lo lắng. Bạch mộ ngôn nhìn ra của nàng nghi hoặc, cho nên ta chỉ là tâm duyệt ngươi, muốn đối ngươi tốt a, à, đơn phương, bất kể thù lao. Nói đã nói được như vậy minh bạch, khả bọn họ quan hệ còn là không có rõ ràng, dịp huỳnh bỗng nhiên cảm thấy lòng tham mệt, nàng thu hồi ánh mắt, quyết định còn tưởng trước điền no bản thân bụng, chấp đổ ăn cơm. Cho đến một khắc chung sau, có người ở ngoài cửa bẩm báo, Bạch mộ ngôn đương nhiên không nghĩ người khác quấy rầy bọn họ, khó được đem nàng buộc đến bên người bản thân, tuyệt đối muốn hảo hảo hưởng thụ. Nhưng là Diệp Huỳnh lại tỏ vẻ không có quan hệ, cũng đã quyệt cơm ăn ở nhàn hạ, lại nhường vị này quân chủ không làm chính sự lời nói, nàng cảm thấy bản thân áp lực thật sự rất lớn. Toại, xem minh bạch nàng ý đồ bạch mộ ngôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, truyền triệu bên ngoài thường đức tiến vào. Thường đức vừa tiến đến đầu tiên là ngửi được một trận mùi thức ăn, ngẩng người, cảm thấy thập phần không ổn. Trong ngày thường bạch mộ ngôn không thích nhất ở tàn thư các lý dùng bữa, nói là có hương vị, ảnh hưởng thư hương vị, nhưng là hôm nay làm sao lại. Vừa nhấc mâu vừa khéo nhìn đến bạch mộ ngôn cấp dịp huỳnh bát tôm, còn hỏi nàng điểm không điểm thấm đẫm liêu, mà vị kia bình thường không nói cẩu thả cười thiếu tướng quân thần sắc không hiểu mềm mại, trong mắt toát ra quan mang mặc dù có băng tiếu cũng thật như là một cái chân chính 18 tuổi hàm xuân thiếu nữ người xem trong lòng nhất dạng nhất dạng nguyên lai ngàn năm huyền thủy tinh công nghiệp vì vòng chỉ nhu là như thế này tốt đẹp cảm giác thường đức cảm thấy bản thân thật là có điểm nhi say thế cho nên bạch mộ ngôn nhìn hắn vài lần đều không có phản ứng cuối cùng vẫn là dịp huỳnh sử cái ánh mắt cho hắn ý bảo hắn chạy nhanh bẩm báo thường đức thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh lập tức xin lỗi rồi sau đó mới bẩm báo hồi bẩm bệ hạ mới vừa rồi tàng thục phi nương nương đến ngự thư phòng chỗ muốn tìm bệ hạ, nhưng là nô tỳ đã làm cho nàng đi trở về. Nga! Chuyện gì? Bạch mộ ngôn thật đúng là cảm thấy tàng thục phi gần nhất rất nhàn, ba ngày hai bữa đi tìm hắn, không cho điểm sự tình nàng làm đó là không được. Ngạch! Thường Đức lường dịp huỳnh liếc mắt một cái, lại không biết vị này không phải là nhỏ lời nói kia thật đúng là mắt bị mù, bạch mộ ngôn thần sắc cũng là không thay đổi, nói ra thường đức không dám chậm trễ thục phi nương nương ở trong cung vị phân cao nhất chân tuyển tú nữ sự tình cũng từ nàng chuẩn bị hôm nay nàng chủ yếu là muốn cho bệ hạ đưa cung nữ đồ trách không được vừa mới không chịu nói nguyên lai là này duyên cớ khả hắn cũng không thừa nhận vì dịp huỳnh hội có cái gì quá khích phản ứng làm cho hắn đem cuốn tranh trình lên sau liền làm cho hắn lui ra thường đức vốn muốn hỏi bạch mộ ngôn nếu không mau chân đến xem thục phi nhưng là nhìn đến hắn lại đắm chìm tự cấp dịp huỳnh đầu thực bầu không khí trung, chỉ phải miếm miếm môi, lui đi ra ngoài. Vô luận này trong cung về sau thế cục như thế nào, buồn trong này một vị chỉ biết vinh sủng không ngừng, thậm chí là không người có thể thay thế được của nàng địa vị. Đế vương khẩu vị, thật là rất khó chạm đến A. À. Diệp Huỳnh bữa tiệc này ăn thình lình bất ngờ no, bạch mộ ngôn mấy luôn xuống dưới đều không biết hướng nàng trong chén tắt bao nhiêu món ngon, làm cho nàng ăn không là không ăn cũng không phải quả thực là chịu tội nhưng là cuối cùng vẫn là không dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn toàn bộ đều ăn sạch sẽ ăn xong sau diệp huỳnh lường liếc đặt ở trên bàn quyển trục đứng dậy chắp tay hành lễ nhưng còn không nói chuyện bạch mộ ngôn liền nói không ở lại đến cùng ta cùng nhau nhìn xem sao không bên ngoài tuyết hạ lớn như vậy vẫn là lưu lại đi diệp huỳnh hít sâu một hơi cự tuyệt nói Bệ hạ, ta là của ngươi thần tử, hộ vệ ngươi an toàn thần tử, đã trộm lười, lại như vậy bỏ rơi nhiệm vụ chỉ sợ. Trẫm cho phép. Bạch mộ ngôn lúc này là xác định vững chắc tâm muốn đem nàng lưu lại, tuy rằng là vừa vặn vào mùa đông, nhưng là ngày lạnh như vậy làm cho nàng ở bên ngoài gác tuần tra, trong lòng luôn cảm thấy luyến tiếc. Đúng vậy, hắn là luyến tiếc A, trước kia là không có cơ hội làm cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại có, hắn đương nhiên là muốn cho nàng tốt nhất huống chi này lớn như vậy hoàng cung kỳ thực đều có hắn người ở có cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể trước tiên biết được không gì ngoài động thư bên kia tin tức hội lạc hậu một chút ở ngoài kỳ thực cũng không quá lớn an toàn vấn đề hiện tại hướng cục kỳ thực coi như ổn định hắn đều trả giá lớn như vậy đại giới còn không tiết cấp bản thân trên đầu quan thượng con rối hai chữ còn không có thể trải qua hai ngày an tâm ngày lời nói kia thật là có thể lại đi tử vừa chết. Hắn ánh mắt nghiêm cẩn, nhìn chầm chầm Diệp Huỳnh, không hề chớp mắt, xem xem làm cho người ta cảm thấy không hiểu mềm lòng. Tác giả có chuyện muốn nói. Đầu thực kỹ năng. Noel vui vẻ. Chương 98 97 Tuyển Tú Thường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 98 97 Tuyển Tú Thường Diệp Huỳnh bất đắc dĩ, chỉ có nói. Đây chính là ngươi cho phép, sao cũng không thể chụp ta bổng lộc. Bạch mộ ngôn thế này mới nở nụ cười, lôi kéo tay nàng một lần nữa ngồi vào án trước bàn, lại tự mình vì nàng trí lò sưởi tay thế này mới đem quyển trục với tay cầm, đặt ở hai người trước mặt, nhất thời không nói chuyện. Diệp Huỳnh kỳ thực thật sự thật không muốn để lại xuống dưới, nàng là của hắn thần hạ, thân là thần tử bồi hoàng đế xem hậu tuyển tú nữ bức họa này tính là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm thấy họa phong không quá đúng vậy. Hơn nữa, nàng cảm thấy bản thân thật vất vả ổn định tâm tình cũng sắp muốn sụp đổ, nhìn không thấy lời nói có thể nhìn như không thấy, nhưng là một khi chân tướng tàn nhẫn vạch trần ở trước mặt, nàng không biết là nàng có thể khống chế được bản thân không đi ghen tị hoặc là khác. Bạch mộ ngôn tự hồ có thể cảm nhận được nàng cái loại này phức tạp tâm tình, thân vào tay lô lý nắm chặt tay nàng tay nàng tuy rằng hơi có bạc kiển lại là hàng năm trảo thủ binh khí nhưng là ấm hòa hợp mềm mại thật sự dịp huỳnh thủ khẽ rung lên như vậy chật hẹp địa phương căn bản vô pháp tránh né chỉ có thể tùy ý hắn nắm nghỉ ngơi một lát bạch mộ ngôn mới nói biết vì sao cho ngươi theo giúp ta cùng nhau xem sao không biết đó là bởi vì ta nghĩ nhường ngươi có biết sở hữu ta muốn cho ngươi tín nhiệm ta diệp huỳnh bỗng nhiên muốn cười nàng quay lại thân nhìn về phía hắn mộ công tử ngươi không biết là ngươi như vậy làm thật tàn nhẫn sao không cũng không tàn nhẫn bạch mộ ngôn lắc lắc đầu phủ định của nàng cách nói ta cũng không thích các nàng các nàng ở trong mắt ta chính là quân cờ bất kể là trong hậu cung vẫn là những người này diệp huỳnh nghe được quân cờ hai chữ vẫn là nhịn không được nhíu nhíu mày Bạch Mộ Ngôn biết nàng tất nhiên hội phản cảm, nắm thật chặt tay nàng, không nhường nàng có cơ hội nói ra khó nghe lời nói, đừng nóng vội phản bác ta, ngươi vĩnh viễn là ngoại lệ, về sau sự thật hội chứng minh hết thảy. Rồi sau đó hắn lại không nói chuyện, chậm rãi mở ra trong đó một quyển quyển trục, cùng nàng cùng nhau thoạt nhìn. Diệp Huỳnh thủ luôn luôn bị hắn nắm, này không biết là thế nào một loại cảm giác, trong đầu thủy chung quanh quẩn lời nói của hắn, nàng sẽ là ngoại lệ sẽ là quân cờ bên trong ngoại lệ theo bọn họ đạt thành đồng minh một khắc kia khởi nàng liền đã luân vì quân cờ hà nói chuyện gì quân cờ ở ngoài ngoại lệ nhưng là trước mắt là bạch mộ ngôn không chút để ý tươi cười diệp huỳnh đã cảm thấy tự bản thân thứ vô pháp tránh né chỉ có vòng vo mâu cùng hắn một chỗ xem thoạt nhìn kinh thành quý nữ dữ dội nhiều cho dù kim thượng không có thực quyền nhưng là có thể vào hoàng đế gia mai kia bay lên đầu cành biến phượng hoàng khi là phi thường khó được sự tình. Vì vậy ở khi cách 5 năm sau, lần này tổng tuyển cử náo nhiệt trình độ dĩ nhiên không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ít nhất, chủ trì lần này tổng tuyển cử lễ bộ thu hối lộ thu tới tay nhuyễn. Đối với này đó quý tộc môn việc sở cấp hối lộ bạch mộ ngôn tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, vốn là mồ hôi nước mắt nhân dân cướp đoạt mà đến, một lần nữa tràn đầy quốc khố cũng là hẳn là sự tình. Hơn nữa, điều này cũng là sưu tập này đó quan viên hoặc môn đình phễu cơ hội, vừa vạn cấp dung thù chỗ điều tra tham ô án một cái cách. Thứ nhất bức họa như là hình bộ thượng thư đổ thanh nữ nhi, tiểu gia bích ngọc loại hình, thiếu nữ nhìn qua bất quá nhị tám năm hoa, tuổi trẻ thanh xuân, hoặc bác phi thường, tư sắc trung thượng. Như thế nào? Bạch mộ ngôn nhìn thoáng qua lại dời đi ánh mắt, ngữ khí không chút để ý. Diệp Huỳnh không lên tiếng, loại chuyện này vô pháp làm ra phán đoán càng trọng yếu hơn là, nàng vô pháp làm ra quyết định. Thế nào? Không dám nói sao? Bệ hạ, này đều không phải là thần chức trách chỗ, căn bản vô pháp cho ngươi đưa ra ý kiến. Kỳ thực này quyển trục có nhìn hay không đều giống nhau, Đổng thư sớm cho ta làm tốt quyết định, đến lúc đó cũng chỉ có thể vân theo của nàng mệnh lệnh đem nhân lưu lại. Cho nên vị này đổ tiểu thư cũng đã bị trúng cử. Diệp Huỳnh cũng không kinh ngạc, Bạch Mộ Ngôn đã tiếp nhận rồi con rối, thân phận, lại làm sao có thể cự tuyệt Đổng Thư An bày. Đương nhiên, Bạch Mộ Ngôn cười cười, cũng không có gì độ ấm, mở ra tiếp theo cuốn, một quyển này thượng mỹ nhân so tiền một bức càng thêm diễm lệ, cũng càng thêm hấp nhân ánh mắt, làm cho người ta trước mắt sáng ngời, cơ hồ di đuôi mù. Như vậy mỹ nhân cũng là hiếm thấy, gần là chân dung thượng liền như thế xinh đẹp, chân nhân hẳn là hội càng đẹp mắt. Diệp Huỳnh theo bản năng nhìn bạch mộ ngôn liếc mắt một cái, thấy đối phương cảm xúc cũng không đại biến hóa, miếm miếm môi muốn dời ánh mắt, nhưng chợt chống lại bạch mộ ngôn ánh mắt, chỉ nghe hắn hỏi. Như thế nào? Diệp Huỳnh lúc này liền xấu hổ, tổng không thể nào hỏi hắn có hay không động tâm đi. Ngươi là muốn hỏi ta có không nhúc nhích tâm sao? Bạch mộ ngôn cười đến giảo hoạt, trực tiếp đem trong lòng nàng suy nghĩ nói ra. Diệp Huỳnh nghiêng đi đầu, không nhìn hắn hắn cũng là đem chính mình tay theo lò sưởi tay lý vương đến kéo đi vai nàng tựa đầu đặt ở trên vai nàng từ từ nói đẹp thì đẹp thật nhưng là rắn rết phụ nhân tâm a à. diệp huỳnh cảm thấy quyển trục thượng này thiếu nữ tên không hiểu chói mắt đậu thị là động thư ngoại gia đậu thanh tranh cuốn thượng thiếu nữ tên hẳn là lần này tuyển tú lý động thư lớn nhất lợi thế chính là diệp huỳnh luôn cảm thấy động thư lần này thật là hạ vốn gốc Coi nàng hiện tại quyền thế kỳ thực căn bản không cần dùng đẹp như vậy mạo nữ tử đến kiềm chế Bạch Mộ Ngôn. Ngươi có phải không phải suy nghĩ ta căn bản không đáng giá? Bạch Mộ Ngôn cười cười, đem trong lòng nàng lời nói nói ra. Diệp Huỳnh lại vô pháp trả lời, chỉ có thể liếc hắn một cái, đáy mắt mang theo bất đắc dĩ. Đó là bởi vì động thư còn tưởng từ trên người ta được đến đừng gì đó. Điều này cũng là hắn một đời trước che giấu sâu nhất một cái lợi thế. Diệp Huỳnh trong lòng chấn động, nhưng là trên mặt thần sắc không thay đổi, cũng vô dụng hỏi hắn kia là cái gì, có một số việc không thể hỏi, cũng vô pháp hỏi. Cho nên, bạch mộ ngôn chỉ nói hai chữ, không có nói thêm gì đi nữa. Hai người kế tiếp lại nhìn một phần quyển trục, bạch mộ ngôn thủy trung tựa đầu đặt ở trên vai nàng, phiên phiên đột nhiên buông xuống tay, yên tĩnh xuống dưới, quân trưởng hơi thở truyền vào của nàng bên tai. Bệ hạ! Diệp Huỳnh nhẹ giọng kêu, chiếm được là càng thêm lâu dài tiếng hít thở. Cư nhiên cứ như vậy đang ngủ, quyển trục thượng mỹ nhân chẳng lẽ liền như vậy thôi miên sao? Nàng thiển thở dài một hơi, nâng nâng ngạch, dè dặt cẩn trọng đem bạch mộ ngôn tôn quý đầu chuyển dời đến bản thân trên đùi, xem hắn thâm mà điềm đạm ngủ nhang, lại nhịn không được thiển thở dài một hơi. Làm sao lại ngủ như vậy thuộc A? Đảo mắt liền qua một tháng. Thượng Kinh Đông Vũ phát thâm, Đại tuyết hạ một hồi lại một hồi, ánh mặt trời tái nhật đánh chiếu vào trên mặt, nhìn như ấm áp, kỳ thực một chút cũng không. Diệp Huỳnh theo trên ngựa xuống dưới, trên tay đội là bạch mộ ngôn một tháng trước cứng rắn đưa cho của nàng lông lạc đà bao tay, ngón này bộ hẳn là cùng trên đầu gối cái bao đầu gối là một đôi, bạc mà khinh, mang ở trên người thập phần ấm áp. Theo trong miệng A ra một ngụm bạch khí, tần trạch đón đi lên, cười đối nàng nói. Thiếu thống lĩnh sớm A. Ăn điểm tâm sao? Ân. Ừ. Sớm. Ăn. Diệp Huỳnh gật gật đầu, tiếp tục nói. Hôm nay là tuyển tú ngày đầu tiên, các cửa thành cùng cung điện đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiếu thống lĩnh xin yên tâm, đông môn cùng cửa nam cũng đã vào ở hảo binh mã, cung điện an bày cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Tần trạch làm việc Diệp Huỳnh vẫn là tương đối yên tâm, gật gật đầu, vẫn là tự mình kiểm tra bộ phận vài cái địa phương, xác nhận cũng không có vấn đề sau, thế này mới đi ngự thư phòng hướng bạch mộ ngôn bẩm báo. Hôm nay nhân là tuyển tú, Lâm Triều tạm dừng một ngày, các cửa cung đã từ lâu làm tốt chuẩn bị, nên đón tú nữ đã đến. Bạch mộ ngôn giờ phút này đang ở trong ngự thư phòng phê tấu chương, tuyển tú ở giờ thân bắt đầu, tuyển tú cung điện định ở trữ tú cung, trong ngày thường không không quá dùng là nhất tòa cung điện, cách ngự thư phòng cũng không xa từ trước tuyển tú đều là đế hậu cùng nhau đồng tràng bình chọn, bạch mộ ngôn chậm chạp không có lập hậu, mà thục phi lại là cao nhất vị phân, tự nhiên là muốn tới tràng. Vốn nhân tàng thục phi có thai không nên làm lụng vất vả, nhưng là coi nàng tính tình lại như thế nào buông tha cho cơ hội như vậy. Tuy rằng nàng còn trẻ, lại là thánh sủng chính long thời khắc, cũng không cần phải để cho mình ngoại gia đưa tới dòng họ nữ tử thảo bạch mộ ngôn niềm vui, nhưng là điều này cũng là muốn hiện trường xem, nắm giữ trụ gió thổi cỏ lay a. À. Tự nhiên, Đổng thư là hậu cung đứng đầu, càng thêm là muốn trình diện lời bình, cho dù Bạch Mộ Ngôn thành con rối, nhưng trên tay hắn còn có binh lực cùng dung thù duy trì, căn bản không thể kinh thường. Hơn nữa, nàng không phế bỏ hắn, càng thêm có càng trọng yếu hơn nhân tố, cho nên tuyển tú thời điểm là Bạch Mộ Ngôn, tầng thuộc phi cùng Đổng thư nhất định ở đây. Diệp Huỳnh hướng hắn bẩm báo xong việc tình sau liền tưởng lui ra, nhưng bạch mộ ngôn vẫn là ngăn cản nàng, làm cho nàng tìm vị trí ngồi, châm chén trà nóng uống xong. Trải qua một đoạn này thời gian ở chung, Diệp Huỳnh phát hiện bản thân là vô pháp cự tuyệt vị này cửu ngũ trí tôn hảo ý, tuy rằng trong lòng không quá tình nguyện, còn là biết nghe lời phải ngồi xuống dùng trà. Bạch mộ ngôn lúc này đổ thật là bởi vì công việc mà lưu nàng xuống dưới, hơi hơi ngừng tay bên trong bút son, xem nàng đông lạnh đỏ bừng chóp mũi có điểm đau lòng, Lần sau xuất môn mang cái mặt nạ bảo hộ che che mặt, nhìn dáng vẻ của ngươi đều phải đông lạnh hỏng rồi. Nào có dễ dàng như vậy đông lạnh hư. Diệp Huỳnh cảm thấy hắn đại đề tiểu làm, biểu môi thấp giọng nói một câu. Nàng kỳ thực cũng có thật nhỏ nữ nhi một mặt, chính là bình thường ở thập phần quen biết nhân diện tiền bày ra thôi. Bạch Mộ ngôn rõ ràng là nghe được của nàng nói nhỏ, lúc này là triệt để buông xuống bút chương đến từ trước mặt nàng, vừa vừa nói gì đó cẩn tuân phân phó có thể làm. Diệp Huỳnh tự biết đối lý, nhìn như phi thường cung kính trở về một câu. Bạch mộ ngôn tự hồ lấy nàng không có cách nào, vương tay phải quát quát mũi nàng, mới hỏi khởi chính sự. Gần nhất trong cung có thể có xuất hiện cái gì dị thường? Dị thường là chỉ. Diệp Huỳnh nâng lên mâu, thần sắc cũng trở nên nghiêm cẩn. Bạch mộ ngôn cúi đầu đón nhận nàng hơi đề phòng ánh mắt, trong lòng hơi có than thở, này một tháng qua nàng kỳ thực nối đặc biệt hảo, cơ bản đối trong cung mỗi chỗ phòng vệ cũng đã quen thuộc, thả chỉ ra cấm cung bên trong mấy chỗ bạc nhược vị trí, cho hắn đề nghị. Cấm cung thủ vệ kỳ thực không có quá lớn vấn đề, chính là có động thư ở lời nói, không có vấn đề lớn cũng không thể khinh thường, huống chi, hắn vũ phát phát giác động thư gần nhất có điều hành động, cụ thể biểu hiện vì chính nàng trên tay cấm vệ quân thay đổi thường xuyên, Hạ Hả hữu hảo vài lần tưởng trực tiếp cùng hắn bên này nhân mã thay quân. Hắn cùng nàng luôn luôn nước sông không đáng nước giếng, nàng bất kể nàng ung cùng cung, chưa bao giờ hội đưa tay duỗi đến của hắn địa bàn đến. Nhưng là gần nhất lại không giống với, từ trong cung vào người kia sau, hết thảy đều có biến hóa dấu hiệu. Tác giả có chuyện muốn nói. Thôi, vốn đoạn sau tuyển tú nơi đó phân thứ hai cuốn, nhưng là cảm thấy phân chẳng phân biệt được cũng không quan hệ. Văn văn gần nhất tiến vào kết thúc giai đoạn, luôn cảm thấy thật vi diệu. Ta nghĩ, đại khái muốn viết hoàng này một quyển, lại tiếp tục viết đến thứ ba bản tài năng ở Tấn Giang đứng vững một ít đầu trận tuyến. Ông tổng sợ hãi bản thân hết thời làm sao bây giờ. Sau đó là năm kia thời điểm đầu một tổ sắc đạt ảnh chụp cấp một quyển điện tử tạp chí, lúc đó cho 20 nguyên tiền nhuận bút, thôi, vừa mới khai trương có thể lý giải, ta cũng không để ý, hai năm sau, tiền nhuận bút tăng, bổ 380 nguyên tiền nhuận bút cho ta, 50 nguyên một tấm hình. Này xem như ta trong khoảng thời gian này gặp được vui vẻ nhất sự tình. Câm miệng, ngươi mới không như vậy đè nén. Chương 99 98, tuyển tú, hạ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 99 98, tuyển tú, hạ, động thư ở đánh cái gì chú ý, hắn tự nhiên là rõ ràng thật sự, càng là rõ ràng biết càng là không thể để cho nàng đạt được, này đây mới hỏi khởi dịp huỳnh cấm trong cung tình huống. Dị thường là chỉ động thư bên kia tình huống. Cũng không có. Như thế, liền hảo. Bạch mộ ngôn cũng hơi lộ ra điểm ý cười, ngươi nhưng là gạt ta làm cho ta cái gì sự tình. Kỳ thực cũng không có gì, dịp huỳnh quán buông tay, một mặt vô tội, chính là đem kia đội, không cẩn thận, đổi sai lầm rồi phòng cấm vệ quân cho mỗi nhân đánh 50 đại bản, lại ở mổ ta góc xó sái thượng một ít mật viên đặc chế dược mà thôi. Người trước là giết gà dọa khỉ, nói cho động thư của nàng ý đồ bọn họ đã biết đến rồi, người sau là vì phòng bị động thư thủ hạ người kia, cũng tức là thương lăng hắn dưỡng cái kia đại xà, không cần lung tung ở trong cung đi lại. Bạch mộ ngôn vừa nghe, nhịn không được bật cười, ngươi a. À, lá gan thật là đại động thư quá mức khinh người quá đáng diệp huỳnh nhíu mày không vui bạch mộ ngôn phủ phủ ngực hầu trung lại có máu mùi nổi lên diệp huỳnh vừa thấy có điểm khẩn trương lại có điểm ảo não mộ công tử có thể có trở ngại nói xong đã đứng dậy vương tay phải khinh thuận của hắn lưng bạch mộ ngôn đối với diệp huỳnh săn sóc cùng quan tâm tự nhiên phi thường hưởng thụ trên thực tế tuy rằng gần một tháng đến diệp huỳnh thái độ có điều mềm hóa khả nàng vẫn là cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định, có thể không tiến điện không chỉ độc đối mặt hắn kia tuyệt đối sẽ không chủ động tiến vào, đại đa số thời điểm tiến điện đều là vì bẩm báo cấm trong cung một ít tình huống, này đây bọn họ gặp mặt thời gian kỳ thực cũng không nhiều. Thật giống như như bây giờ, xem như hắn một ngày bên trong tối hưởng thụ thời khắc thôi. Bệ hạ, nếu ngài tưởng phun lời nói, cứ việc phun đi, thần lưng xoay người sang chỗ khác là được. Diệp Huỳnh cảm thấy hắn nhịn được vất vả, phi thường nghiêm cẩn thả mặt không biểu cảm nói một câu. Bạch mộ ngôn vốn có thể nhịn xuống không hộp máu, nhưng là bị nàng vừa nói như thế, chung quy là nhịn không được xuất ra khăn gấm hướng trên môi che, hộc ra một ngụm nhiệt huyết. Huyết tinh khí tức thì tràn ngập tới toàn bộ đại điện. Diệp Huỳnh nhăn nhanh mi, lập tức phủng một chén trà nóng cho hắn tốc khẩu, bạch mộ ngôn tiếp nhận, uống một ngụm, đuôi lông mày đã nhiễm lên ý cười, Huỳnh, ngươi có đôi khi lời nói thật là làm cho ta trở tay không kịp. Diệp Huỳnh không nhìn hắn trong lời nói trêu tức, lại trở nên mặt không biểu cảm. Nghỉ ngơi một lát, vẫn là nhịn không được hỏi. Mật Uyên sẽ không tìm được phương pháp trị liệu bệnh của ngươi sao? Kỳ thực còn. Cốc cốc, bệ hạ, chân tuyển tú nữ canh giờ đã đến, muốn xuất phát sao? Dù sao theo ngự thư phòng đi trữ tú cung là muốn một đoạn thời gian, thường đức tẩn trách tiến đến vừa hỏi, lại nghĩ một lát nhi đi Bạch mộ ngôn thân thể cũng không thoải mái Vừa mới ói ra một ngụm lớn máu đen Lập tức xúc ngôn lời nói Chỉ sợ hội đối thân thể càng thêm bất lợi Diệp Huỳnh nghe được hắn như vậy trả lời Không hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi Xem ra hắn còn là phi thường tiếc mệnh Nghĩ như vậy tâm tình cũng tốt đứng lên Nếu cứ như vậy mặc kệ kế tiếp hội chuyện đã xảy ra Nàng vẫn là cảm thấy tâm tình của bản thân không sai Chỉ tiếc hắn là hoàng đế, có được ba 000 mỹ nữ hoàng đế, nàng đứng sau lưng hắn hoặc là phía trước, ngay cả ghen tị cơ hội đều không có. Vốn liền không phải hẳn là có cảm tình, vẫn là tận lực ngăn chặn đi. Diệp Huỳnh hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hành lễ hướng bạch mộ ngôn cáo từ. Bạch mộ ngôn lần này không có lại cản trở, chính là ở nàng trước khi đi đưa cho nàng một bao hoa sinh đường, cũng nói với nàng. Thời tiết lạnh, ăn chút ngọt ấm vị. Dừng một chút, lại hơi hơi nở nụ cười, nếu ăn qua thích lời nói, lại làm cho ta cấp. Diệp Huỳnh Tạ Bệ Hạ Giờ thân, tuyển tú chính thức bắt đầu. Theo lễ bộ quan viên công tác thống kê, lần này tú nữ chân tuyển đạt tới 500 đợt người, nhưng là số lượng nhiều lắm mà danh ngạch quá ít, này đây bị đào thải tỷ lệ khả hội là phi thường cao. Mặc dù có không ít quan viên vì để cho mình nữ nhi tiếng cung hối lộ lễ bộ quan viên, nhưng là có tương đối lớn một phần quan viên biết này triều đình trên cơ bản là đổng thư ở trưởng cục, này đây trực tiếp đem tiền biếu đưa đến đổng thư trong cung, hy vọng vị này tuổi trẻ hoàng thái hậu nương nương có thể cho bọn hắn một đường hy vọng. Hậu cung một vị trí như thế thưởng thủ thật sự là ở bạch mộ ngôn ngoài dự đoán, hắn cũng đã là con rối, thật khả năng ngay sau đó đã bị đổi điệu, thế nào bọn họ liền như thế được ăn cả ngã về không? Hắn là cuối cùng một vị trình diện, Tàng Thục Phi cùng Đổng Thư cũng đã chờ ở trong điện, chỉ có trà ly có nắp trảng vang nhỏ tiếng động, một cái chớp mắt yên tĩnh thật sự. Bạch Mộ Ngôn ngồi xuống chủ tọa phía trên, nhấp một ngụm trà nóng hoảng hoảng thần sau, mới ý bảo thường đức tuyển tú có thể bắt đầu. Kiếp trước tự nhiên cũng là có tuyển tú, bất quá đợt người xa không có hôm nay nhiều như vậy, Bạch Mộ Ngôn tự nhiên cũng đối loại này cùng loại hồng môn yến tuyển tú cười nhạt, chính là một đời trước cũng không có dịp huỳnh thời khắc cùng với tại bên người, ngẫu hoặc có thể đùa giỡn, nhưng là nghiêm cẩn nhìn vài lần, sau đó thật sự bị động thư an đến đậu thanh cấp hấp dẫn ánh mắt, ngày thường là hắn gặp qua tối dụ dỗ một cái nữ tử, không biết đời này lại là như thế nào tình huống. Dù sao, bức họa là không đảm đương nổi thật sự. Hiện tại, Đại Bình 5 năm rét đậm ngày tốt lý tuyển tú chính thức bắt đầu, cho mời đệ nhất vị tú nữ lương tinh tiếng điện, Thường Đức bắt đầu tuyên bố, ngoài điện có rất nhỏ ồn ào náo động tiếng động, Bạch Mộ ngôn nhàn nhạc lường dưới đài tên kia khiếp đảm quý nữ sau, cùng thuộc phi châm trước hai câu sau liền bắt đầu không yên lòng. Nguyên nhân vô hắn, theo của hắn vị trí, kỳ thực có thể thông qua cách đó không xa song cửa sổ nhìn đến ngoài điện tình huống, lúc này tuyết đã ngừng, ánh mặt trời chiếu khắp, chiếu dung đại bộ phận bạc thấu dung tuyết. Cũng không biết là kia chỗ địa phương phong cảnh độc đáo vẫn là khác duyên cớ, nàng cố tình dừng ở kia chỗ địa phương, dùng đuôi mắt quét tảo chung quanh tựa hồ rất vừa lòng thế này mới ngồi xuống. Đều không phải là nhàn hạ, phỏng chừng là chỗ cao tầm nhìn rộng rãi, càng lợi cho thị sát tình huống đi. Chính là, bạch mộ ngôn thủy chung cảm thấy nàng ngồi ở chỗ kia hội lãnh, cho dù nàng tuyển địa phương khô ráo, khả hắn vẫn là luyến tiếc. Nàng cũng không biết hắn đang nhìn nàng, trên thực tế nàng ngồi xuống sau cũng không có động tác gì, mà là bất chợt chung quanh đi tuần tra, khuôn mặt thủy chung nghiêm túc, không nói cẩu thả cười, nhìn qua thái độ đích xác đoan chính. Bạch Mộ Ngôn khẽ cười cười, khẽ dương lên độ công vừa khéo dừng ở thục phi trong mắt, nhưng nàng tâm đầu nhất khiêu, lại hỏi: "Bệ hạ, vị này nhưng là lưu lại." Tú nữ kỳ thực chân tuyển rất nhanh, có chút rõ ràng gia thế không hợp, chỉ có thể có cơ hội gặp kim thượng một mặt, còn lại mặc cho số phận, vận may, có thể đi vào cung làm cái nữ quan, hoặc là tuyển cấp cái nào hào môn quý tộc, không tốt vận, cũng liền tuyên cáo về nhà. Đây là thứ 10 cái đúng là Diệp Huỳnh Đường muội Diệp Trinh. Đương nhiên là muốn lưu lại, không ở lại đến nói kia không làm thất vọng Đổng Thư tỉ mỉ bày ra. Khả theo lệ hay là muốn hỏi một chút Đổng Thư, mẫu hậu cho rằng như thế nào? Đổng Thư nhẹ nhàng bân quơ nhìn phía dưới bán ngồi sổng Diệp Trinh liếc mắt một cái, lại chậm chạp không nhường nàng đứng lên, giống như mang theo nào đó trừng phạt ý tứ hàm xúc, cho đến đoan trang nàng thật lâu sau, mới nói. Ai gia cảm thấy Diệp gia nhị cô nương vẫn là không sai, có thể lưu lại. Hoàng đế ngươi cho rằng như thế nào? Đã mẫu hậu nói muốn lưu lại, vậy lưu lại đi. Bạch mộ ngôn gật gật đầu không có dị nghị, lật qua lật lại thái giám trình lên bài tử, lại nhàm chán vô nghĩa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tú nữ chân tuyển còn tại tiếp tục, mà nàng đang ở nóc nhà thượng phơi thái dương, ánh mắt tựa hồ mị mị, lộ ra một loại không dễ dàng thấy lười nhát, nàng đột nhiên sờ sờ bản thân vạt áo, lấy ra một bao hoa sinh đường, chính là vừa vặn hắn cho nàng biết nàng có đôi khi bởi vì thay quân hoặc là khác một ít có chuyện xảy ra vô pháp đúng hạn ăn cơm lại biết nàng khí huyết chẳng phải thật đầy theo mật viên nơi đó nói bóng nói gió vài lần biết được nàng thích ăn đồ ngọt hoa sinh đường vải lên gia ti là một loại rất tốt đồ ngọt ít nhất hắn rất thích tuy rằng phổ thông nhưng thắng ở tư vị hảo cho nên riêng nhường ngự thiện phòng nhiều làm mấy khoảng bất đồng khẩu vị đồ ngọt cô đơn để lại hoa sinh đường cho nàng cái khác vì giấu nhân tai mắt đưa đến các trong cung điện xem như dính của nàng hết của nàng ăn tướng kỳ thực thượng xem như nhã nhặn nghĩ đến sinh hoạt tại trong quân doanh có như vậy hình dạng nhật thực cũng là không dễ dàng chính là bạch mộ ngôn xem nàng như vậy chậm rãi động tác đổ là nhớ tới nàng thân thế manh mối đến nàng tuy rằng cực nhỏ ở trước mặt hắn nhắc tới nàng nhi khi chuyện lý thú nhưng theo đôi câu vài lời bên trong hắn vẫn là có thể phỏng đoán đến này trong đó không ổn cũng làm cho người ta đi tây vực điều tra thân thể của nàng thế, nhưng là ngắn hạn trong vòng vẫn là vô pháp nhận được tin tức. Một người nếu quả có nghĩ rằng muốn giấu giếm bản thân thân thế lời nói, cho dù hắn lại có năng lực, cũng không thể ở trong thời gian ngắn lý được đến tường tận tin tức. Hắn nguyện ý chờ, nguyện ý một chút đi đào móc, nguyện ý một chút đi vạch trần đời này nàng thân thế bất đồng chỗ. Lại không biết qua bao lâu, rốt cuộc nên đón sở an bày tới được vị kia tài nghệ đa đoan ngoại sinh nữ, đậu thanh. Đổng thư thấy nàng tiến vào sau, ngay cả ánh mắt đều sáng lượng, mỹ nhân mỹ, đầy phòng vẽ vang cho kẻ hèn này. Bạch mộ ngôn bất động thanh sắc xem phía dưới vị kia, một đời trước tự nhiên là bị đổng thư giữ lại, còn đem hậu cung làm cái long trời lỡ đất, bất quá khi đó tàng thục phi còn chưa có thai, tuy rằng lần này tổng tuyển cử để lại rất nhiều danh tú nữ, nhưng cơ hồ không có một người là nàng đối thủ cho nên một đời trước là nàng độc sủng hậu cung thậm chí còn mang thai của hắn con nối dòng nhưng là đời này hắn trước tiên cải biến tình thế cũng trước tiên làm tốt bố cục cho dù đậu trong sạch thuận lợi tiến cung muốn nói bóng nói gió hỏi nàng như vậy này nọ giấu ở nơi nào khó được bọn họ như vậy trăm phương ngàn kế nhưng lần này khiến bọn họ thất vọng rồi bọn họ tuyệt đối tìm không thấy kia cái gọi là bảo vật có lẽ vẫn là tử vô hư có là hắn phụ hoàng dùng để kiềm chế bọn họ sở bày ra cục. Động thư chính là khiến cho hắn luôn vì con rối, trừ bỏ cảm thấy có một số việc không tốt vạch trần cuối cùng nhất mạng che mặt ở ngoài, khi đó là trước đây hoàng băng hà thời điểm, đã sớm truyền ra tin tức, đem hoàng gia Long Ngọc Tỷ tự tay truyền cho bạch mộ ngôn, Long Ngọc Tỷ là cái dạng gì tồn tại. So truyền quốc bích tỷ còn muốn cao cấp thần bí tồn tại, có Long Ngọc Tỷ tài năng chứng minh ngươi chân chính được đến kế thừa. Tác giả có chuyện muốn nói. Ta thiên, cất chứa mỗi ngày 168.169 trong lúc đó, loại này tư vị. Tồn cảo đã đến 42 vạn tự, còn có 8 vạn tự đại khái liền kết thúc, thật đúng là có điểm không tha on. Chương 100 99 Thị Tẩm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 100 99, thì tẩm bạch mộ ngôn ở đăng cơ thời điểm cũng không có nhường Long Ngọc tỷ mặt thế, đó là bởi vì hắn là sáng sớm đã bị tiên hoàng giới định người thừa kế, theo hắn vừa sinh ra bắt đầu chính là thái tử, cho dù tại kia đoạn tối gian nan năm tháng, hắn như cũ là thái tử, danh hàm thủy chung không có đổi. Đây là như đinh đóng cột chuyện thực, căn bản không cần thiết dùng Long Ngọc tỷ đến chứng minh thân phận của hắn. Nhưng là nếu Đổng Thư muốn chân chính hoặc là biến thành nữ hoàng lời nói, không có Long Ngọc Tỷ nơi tay kia chỉ có thể thuyết minh nàng ở cướp đoạt chính quyền, trên triều đình cho dù đại bộ phận quan viên đều là duy trì của nàng, khả luôn có thanh lưu để trụ hội ngăn cơn sóng dữ, đến lúc đó sợ là không tốt thu thập. Bạch Mộ Ngôn cũng không biết ở ba năm trước kia trường hạo kiếp sau đại giả sẽ là thế nào một loại tình huống, nhưng hắn cũng là biết Long Ngọc Tỷ cũng không bị động thư đắc thủ, mà chính hắn, cơ hồ cũng theo chưa từng thấy. Phụ hoàng tuy rằng nói Long Ngọc tỷ thật sự tồn tại, nhưng là nói được hàm hồ này từ ai cũng không biết sự thật chân tướng, mà hắn cũng chỉ có thể giả trang chính mình có được, hơn nữa đem Long Ngọc tỷ giấu ở cung điện nơi nào đó địa phương, không nhường bất luận kẻ nào tìm được, thế này mới nhường Đổng thư chân chính có sở cố kỵ đứng lên. Đổng thư là không tốt lừa, điều này cũng đều không phải là hắn một tay hướng phát triển kết quả, chủ yếu là tiên đế khả năng sáng sớm liền đoán trước đến mặt sau khả năng tính. Nhưng là biết bản thân đại nạn đã đến bất lực, này đây trước tiên thả ra tin tức nói là đã đem Long Ngọc tỷ truyền cho Bạch Mộ Ngôn, hoàn thành cuối cùng truyền thừa, thế này mới nhường Đổng thư cũng không có quá nhiều hoài nghi, lại gia tăng hắn cũng trên chuyện này hạ bao nhiêu thủ đoạn, nhường Đổng thư tin là thật. Thật sự cho rằng Long Ngọc tỷ đến trên tay hắn, cũng bị hắn giấu đi. Sự tình đến như vậy nông nổi, không tiếp tục trang đi xuống đó là không có khả năng sự tình mà muốn để cho mình mưu kế không bị thức mặt, duy nhất thực hiện là muốn trước động Thư một bước tìm được Long Ngọc Tỷ, này mới là chân chính sáng suốt thực hiện. Hơn nữa, Long Ngọc Tỷ tác dụng sợ thả không chỉ là cao hơn truyền quốc bích tỷ tồn tại, khẳng định còn có khác trọng đại sử dụng. Chính là, này đó cũng chỉ có thể tạm thời viết quá không nói chuyện. Đậu thanh đến cuối cùng tự nhiên là bị giữ lại. Kế tiếp cũng để lại vài vị động thư tinh khiêu tế tuyển thế gia tiểu thư, rồi sau đó liền cảm thấy chính mình mệt mỏi rời khỏi đại điện trở về nghỉ tạm lần này tuyển tú tổng cộng tiến hành rồi ba ngày chỉ là xem này đó tú nữ kỳ thực đều hoa cả mắt ngày đầu tiên bạch mộ ngôn là đến tràng không hẳn là nói ngày đầu tiên buổi sáng bạch mộ ngôn là đến tràng nhưng là buổi chiều hắn liền mất công vụ bận rộn cái gì như vậy lấy cớ sử dụng đến không cần thật tốt quá như vậy ai ở đây xem tràng đương nhiên là thị sở hữu tú nữ là địch tầng thục phi cũng là đáng thương tàng thuộc phi, tuy rằng chỉ có 2-3 tháng thời gian, bụng cũng không hiển hoài, nhưng là tại như vậy trong thời tiết cao ngồi cao đang ngồi thượng cô độc xem, thật sự là miễn bàn cái loại này tịch mịch cảm thụ. Nhưng là nàng hiện tại là có thai, bạch mộ ngôn lại nói rõ muốn hảo hảo đem nàng cung đứng lên, để tránh thai giống bất ổn. Điều này cũng tức là thuyết minh kế tiếp trong một đoạn thời gian nàng đều không cần nghĩ có khuê phòng chi vui vẻ. Đúng phùng gặp gỡ tuyển tú, còn không biểu hiện biểu hiện bản thân kia thật sự là mở heo môn tâm. Bất quá xem bạch mộ ngôn ý tứ kỳ thực là càng có khuynh hướng làm cho nàng thừa tướng phụ thân âm thầm thanh tra binh bộ sự tình, lại chính trực động thư muốn ở trong hoàng cung xây dựng rầm rộ, thuận tiện giám thị một chút công bộ sự tình cũng là rất tốt. Này nhìn như ủy quyền, nhưng kỳ thực thượng là thôi thừa tướng từng đào đi ra ngoài trắng đao. Từng đào lão hồ ly một cái, tự nhiên là minh bạch bạch mộ ngôn tưởng muốn hắn làm cái gì không thể không nề hà cũng không theo chống cự bản thân nữ nhi thậm chí toàn bộ gia tộc vinh hoa phú quý đều đắn đo ở bạch mộ ngôn trên tay ngươi không đi làm tốt lắm về sau thật là ngay cả địa vị đều không có từng đào cũng không thừa nhận vì bạch mộ ngôn giống người khác trong mắt chỗ đã thấy chân chính con rối một cái bằng không năm đó cũng sẽ không thể đem lợi thế áp ở trên người hắn hiện tại bản thân nữ nhi mang thai hoài vẫn là thứ nhất thai, làm không tốt sinh hạ đến sẽ bị phong làm thái tử, hắn này cụ không làm chút gì cũng là băng khoăn. Hơn nữa hắn cũng không thể không làm. Toại, binh bộ gần nhất thật là có chút động tác nhỏ phát sinh, hữu hảo vài tên quan viên bởi vì tham ô nhận hối lộ tư bán binh khí tài liệu mà từng đào cách chức xử trí, bất quá trừ bỏ đều là tiểu nhân vật, chân chính cá lớn còn ẩn ở phía sau màn. Này đây Đổng Thư cũng không có để ở trong lòng. Bạch mộ ngôn tự nhiên là buông tay nhường từng đào ép buộc, cũng vì trấn an nhân tâm, ở tuyển tú đã xong một đêm kia, hắn phá lệ đi tàng thục phi nơi đó qua đêm, tàng thục phi tự nhiên là tưởng đem hết cả người chiêu thức đến hầu hạ hắn, thậm chí ngay cả hôn hương cũng thay đổi một loại, nhưng là bạch mộ ngôn vẫn là cự tuyệt nàng, lý do đương nhiên rất tốt đẹp. Người mang long duệ còn tưởng làm loại sự tình này. Ái phi, bảo trọng A. À. Bạch mộ ngôn là không có khả năng hòa nàng ngủ ở đồng trên một cái giường, đầu tiên là cùng với nàng một lát, lại ở của nàng trong cung điện xem khởi văn thư đến, thập phần ra vẻ đạo mạo, tàng thục phi bất đắc dĩ, chỉ có thể bản thân một người đi vào giấc ngủ, đến sau nửa đêm mơ mơ màng màng trong lúc đó mới phát hiện bên cạnh người có người nằm tiến vào, tử đàn hương hơi thở tràn đầy mũi, bạch mộ ngôn thay đổi huân hương nàng là biết đến, long tiên hương cũng không lợi cho thai nhi trưởng. Hành, cho nên hắn thay đổi khắc huân hương. Toàn bộ hậu cung cũng chỉ có nàng có như vậy đãi ngộ, vừa nghĩ như thế, này liền mấy ngày này trong lòng không thư sướng cũng liền hoàn toàn tiêu tán khai đi, ông sát hắn đã ngủ. Cuối cùng bị tuyển thượng tú nữ thả xếp có vị phân cùng sở hữu 10 người, trong đó vị phân cao nhất lại chút động thư an bày vào đậu thanh cùng Diệp Trinh không thể nghi ngờ. Bạch mộ ngôn đem đậu thanh phong làm chính lục phẩm tầng, đem Diệp Trinh phong làm sườn ngũ phẩm tu nghi, phẩm giai tuy rằng bất đồng, nhưng là đãi ngộ vẫn là không sai biệt lắm. Vì cấp đổng thư mặt mũi, cũng buông của nàng cảnh giác, ba ngày sau, đầu tiên là phiên đậu thanh lục đầu bài, này khả làm cho tin tức Diệp Trinh tức giận đến tạp lạng trong cung điện gì đó, miên tưởng rằng coi nàng vị phân nàng sẽ là trước hết thị tẩm cái kia, nề hà lại không là, cư nhiên bị đậu thanh nhanh chân đến trước. Thật sự là một ngụm ác khí nuốt không đi xuống. Nhưng là lại không thể không nề hà, nhân gia có tài có mạo lại là đổng thư thân cháu ngoại trai, căn bản vô pháp bằng được. Vì vậy ở đậu thanh thị tẩm ngày nào đó buổi tối, nàng sinh một đêm hờn dỗi, tạp một đêm gì đó. Nói đến cũng là đúng dịp, đậu thanh thị tẩm tối hôm đó, đúng là dịp huỳnh đang trực, vốn định điều hưu, tránh đi như vậy làm cho người ta khó chịu sự tình, nhưng không biết là bạch mộ ngôn tận lực vì này vẫn là khác, đêm đó nàng chỉ có thể thỏa thỏa ở lại trong cung trực đêm đậu thanh bị tẩy sạch sẽ một đường đưa đến bạch mộ ngôn an bày nghi xuân trong cung, vẫn là dịp huỳnh tự mình an bài nhân thủ hộ tống, nàng cũng đi theo thật dài hộ tống đội ngũ mặt sau, chậm rì rì đi tới, xem không khí vui mừng trong suốt cung điện, thật sự là đề không dậy nổi cái gì tâm tình. Nàng báo cho bản thân, nhất định không thể quá để ý, quá để ý ngươi liền thua. Nhưng là nàng ở báo cho bản thân thời điểm, làm sao không là đã thua. Đây là vô pháp tránh cho sự tình, chỉ có thể đề lại trái tim, để cho mình đêm này tối nghĩa tâm tình mai dưới đáy lòng, vĩnh viễn không đào ra cấp bất luận kẻ nào xem. Ở đêm đậu thanh bình an đưa vào đi nghi xuân cung sau, Diệp Huỳnh nhường một gã phó tướng hướng Bạch Mộ Ngôn bẩm báo, mà nàng còn lại là đi an bày chuyện khác vụ. Bạch Mộ Ngôn thấy sinh gương mặt phó tướng tiến đến bẩm báo thời điểm, buông xuống tay bên trong bút son, bất động thanh sắc nghe xong, rồi sau đó mới hỏi nói. Diệp thiếu thống lĩnh vội việc người này phó tướng là cái thành thật hàm hậu không dám chậm trễ đúng vậy vốn từ thần an bày liền hảo hoa dương cung như vậy xa xôi lại âm lãnh thiếu thống lĩnh gần nhất lại có điểm ho khang, đứng ở giá trị thủ nghỉ ngơi trong cung điện thì tốt rồi lại cố tình đi trong giọng nói mặc dù có điểm nhi trách cứ nhưng càng nhiều hơn chính là thân thiết bạch mộ ngôn sườn mô xem năm nay khinh phó tướng nhíu mày nghĩ mãi không xong bộ dáng bỗng nhiên có điểm ghen tị lại có điểm cảm khái xem ra nàng cùng trong cung cấm quân ở chung không sai, có thể lúc nào cũng cùng với nàng, cũng là nhường nhân đố kỵ A. À. Phất phất tay làm cho hắn đi xuống, lao thẳng đến trên đỉnh đầu công vụ xử lý xong rồi, lại uống lên nhất trạng ấm trà, cảm thấy thật sự là vô sự khả làm, thường đức cũng ở bên ngoài gõ cửa nhắc nhở. Bệ hà, giờ lành mau qua. Ân, bãi giá. Bạch mộ ngôn nhẹ giọng trả lời, trước khi đi vẫn là mang thai một bao buổi sáng ra lô quán lãnh hoa sinh đường nhớ tới vừa mới tên kia phó tướng nói nàng có chút hứa ho khan suy tư một lát vẫn là đem mặt khác một bao mức hoa quả mang theo sau đó đẩy ra cửa cung đi rồi đi đến nghi xuân cung thời điểm đã là giờ hợi cung điện nội đèn đuốc đã hạ xuống rất mờ làm cho người ta huân huân buồn ngủ nông nổi bạch mộ ngôn xem cung điện ở ngoài rủ xuống vui mừng đại đèn lồng màu đỏ trong lòng một mảnh tiêu điều hắn ám thở dài một hơi vẫn là thập bước lên bậc thềm tiếng điện, cho đến khi giường phía trước thấy được đậu thanh chôn ở đỏ thẩm trong mền gấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Đậu thanh nhìn đến bạch mộ ngôn đến đây, lập tức ngượng ngùng kêu một tiếng bệ hạ, nhưng bạch mộ ngôn đáy mắt dũng giật mình. Đó là động tình dấu hiệu, điều này làm cho đậu thanh thập phần vừa lòng, khả như cũ bất động tiếng động dụ dỗ hắn trầm luân, bệ hạ, ngày đêm nay tới cũng đã quá muộn, cũng đã là giờ hợi. Tới như vậy trì, ngươi còn như vậy tinh thần thật đúng là chuyên nghiệp bạch mộ ngôn trong lòng âm thầm nói lại không nói gì chính là mỉm cười sai người thổi tắt đèn cung đình ở mép giường giữ ngồi xuống trong bóng đêm vương đầu ngón tay miêu tả của nàng hình dáng rất nhanh đậu thanh liền thấy trên người nóng lên tuy rằng còn giữ lại cuối cùng một tia thần trí khả đã có điểm nhi phân không rõ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ cũng không có thấy bạch mộ ngôn đáy mắt cười lạnh đang ở tình mê là lúc Đậu Thanh cũng bất chấp thẹn thùng, theo trong mình gấm vương ngẫu cánh tay ôm Bạch Mộ Ngôn cổ, tùy ý của hắn hôn dừng ở trên mặt của nàng, cổ thượng, trên thân thể, thật giống như như vậy giá lạnh ban đêm cũng trở nên ấm như lúc ban đầu xuân, làm cho người ta mê tình. Trong điện nhiệt tình như hỏa, hỏa lò độ ấm không ngừng kéo lên, mà ở Hẻo Lánh Hoa Dương cung cũng là khô thảo khắp cả, tàn diệp cành khô, bức tường đổ lậu ngỏa thật không thê thảm. Diệp Huỳnh tới nơi này kỳ thực cũng không có gì hay thủ, thời tiết lạnh như thế, lại là hoang tàn vắng vẻ, ngẩng đầu vừa thấy, ngay cả ánh trăng đều bị rất nặng tầng mây che khuất, cái gì đều nhìn không thấy. Hoa Dương Cung là tiên hoàng một vị phi tử tẩm cung, nhưng là tên kia phi tử kết cục cũng không tốt, cho nên nơi này cũng bị phế khí rớt, hiếm khi có người tới nơi này. Tác giả có chuyện muốn nói. Này, cảm ơn tiểu thiên sứ cổ vũ, không có nổi giận ha ha liền tính thành tích không tốt cũng không quan hệ lần sau lại tiến bộ là được thôi sau đó cũng là bởi vì có các ngươi mới có thể kiên trì xuống dưới cho nên sẽ hảo hảo nỗ lực khác ngày hôm qua sớm lên rồi nestle nhị mặt buổi chiều thời điểm làm cho ta sáng nay đi kiểm tra sức khỏe khả năng một tháng liền phải đi làm nhưng mà làm tử ta tam khai phúc muốn cân bằng hảo mới được a à?